Anh chàng vệ sĩ đẹp trai đang đứng canh cửa cho ngôi sao nổi tiếng Do Ha thì một cô gái bước đến muốn xông vào phòng. Nhưng anh đã cản lại và bảo nơi đây bất kỳ ai cũng không được vào. Cô ta tự xưng mình là thợ trang điểm chuyên nghiệp nhưng anh lại bảo rằng chủ nhân căn phòng đã dặn không cho ai vào, nhất là con gái. Cuối cùng cô gái tức giận đẩy anh ra và bước vào phòng. Sau đó cô liền cho nam minh tinh một cái bạt tai. Vệ sĩ không lường trước được lập tức chạy vào nhưng đã chậm một bước. Cô gái hùng hổ tổng xì vả cho tên cha nam đó một trận, sau đó lại là một cái bạt tai nữa vang lên. Đánh xong cô gái quay người bỏ đi. Nam minh tinh bị đánh thì vô cùng bực tức. Anh đuổi theo cô gái để vớt vát lại chút liêm sỉ. Vừa bước tới cửa thì thấy cô gái đã đi mất. Anh liền đem hết tức giận chút lên người vệ sĩ. Nam vệ sĩ này tên Hae-jun. Ước mơ của anh là một ngày nào đó sẽ trở thành diễn viên có thể dung ngang hàng với gã minh tinh này và được tất cả mọi người tôn trọng. Hae-jun bị đánh cuối cùng cũng có ý định phản kháng lại nhưng nghĩ đến chuyện bị mất việc, anh đành im lặng chịu đựng. Một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ trả lại gấp đôi. Người xưa có câu gieo nhân nào thì gặt quả đó. Bên này nữ chính đang tiếp đón một vị phu nhân vì chuyên gia trang điểm của bà đã đến muộn hơn một tiếng đồng hồ. Cô khuyên bà hãy ngồi đợi thêm một chút nữa nhưng vì quá nôn nóng phu nhân liền kêu cô giúp mình trang điểm. Cô thấy hiện tại mình vẫn là một trợ lý chưa đủ khả năng nên định nói lời từ chối. Thế nhưng lúc này vị phu nhân đã không thể chờ đợi được nữa. Bà ta một mực kêu cô giúp mình trang điểm. Cô gái miễn cưỡng đồng ý. Đầu tiên cô lấy lọ sát khuẩn làm sạch tay. Sau khi thấy hành động này vị phu nhân vô cùng hài lòng. Sau khi hỏi rõ nơi ngày hôm nay phu nhân sẽ tới dự tiệc, cô gái liền bắt đầu trang điểm cho bà. Trong khi trang điểm, cô không ngừng khen vị phu nhân này có đôi mắt rất đẹp. Nhận được lời khen, vị phu nhân vô cùng vui vẻ. Bà hết lời khen ngợi cô gái rất biết cách làm việc. Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, chuyên gia trang điểm vội vàng chạy tới. Cô ta muốn làm nốt phần còn lại nhưng đã bị phu nhân thẳng thừng từ chối. Bà đích thân chỉ điểm Jong Ha trang điểm cho mình, còn không quên mỉa mai cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của chuyên gia trang điểm khi bắt bà ngồi đợi lâu như vậy. Sau khi trang điểm xong, hai người niềm nở tiễn phu nhân ra về. Chuyên gia trang điểm ôm một bụng tức bắt đầu chỉ trích Jong Ha và đe dọa sẽ không để cô yên ổn ở công ty này. Sau khi cô ta đi khỏi, Jong Ha thở dài một hơi, cố nuốt hết những ấm ức trong lòng xuống. Thật ra cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường nhưng vì muốn được gần gũi hơn với thần tượng nên cô đã tới làm thêm tại một thẩm mỹ viện. Lúc này Hae-jun đang ngồi trên xe bus xem lại tiền lương tháng này của mình. Sau đó anh quyết định đến công ty đòi quyền lợi. Nhưng ông chủ lợi dụng lòng tốt của Hae-jun lấy lý do công ty đang gặp khó khăn để thoái thác. Lần này thì Sa Hae-jun không nhịn được nữa mà bảo rằng đừng có giở cái trò cũ ra với tôi. Min Jae ở bên cạnh nghe không lọt tai liền tiến đến giúp Hae-jun. Đây cũng là tiền đề giúp anh thành công trong tương lai. Trên đường thành công không thể thiếu quý nhân phù trợ. Dưới sự giúp đỡ của Min Jae, Hae-jun thuận lợi chấm dứt hợp đồng với công ty. Sau đó anh lại đến một cửa hàng tiện lợi làm công việc bán thời gian. Còn bên phía Jong Ha, lúc cô đang chuẩn bị tan làm thì bà chủ tìm gặp và kêu cô cuối tuần sau tới trang điểm cho một buổi casting. Nhận được tin này, mặc dù phải tăng ca nhưng Jong Ha lại vô cùng vui sướng, bởi vì thần tượng Hae-jun của cô cũng có mặt ở đó. Sau khi về nhà, Jong Ha mở máy tính tìm lại những video catwalk của Hae-jun, trong lòng thầm hứa một ngày nào đó sẽ xuất hiện trước mặt thần tượng khiến anh có ấn tượng sâu sắc về mình. Còn Hae-jun hiện tại anh đang làm nhân viên tại một cửa hàng, lúc tan ca chủ quán có bảo với anh rằng sẽ cân nhắc cho anh lên làm quản lý. Nhưng anh đã khéo léo từ chối, anh nói rằng anh biết em sẽ không làm lâu dài ở đây mà. Chủ quán khuyên anh rằng anh không còn trẻ nữa nên vừa học việc ở quán vừa kiếm tiền. Ông còn nói nếu anh làm tốt sau khi xuất ngũ ông sẽ giao quán lại cho anh. Hae-jun cảm ơn ý tốt của ông chủ nhưng anh vẫn muốn theo đuổi ước mơ của mình. Sau đó anh tạm biệt ông chủ rồi ra về. Đến nhà, Hae-jun thấy bố mua bộ bàn ghế mới cho anh trai vừa thi đỗ công chức. Người bố trông thấy Hae-jun lại bắt đầu miệt thị anh. Hae-jun sớm đã quen với những chuyện như thế này, anh không nói không rằng lặng lẽ vào nhà. Vừa bước vào cửa, mẹ anh vội vã chạy tới. Thì ra giấy báo nhập ngũ của anh đã được gửi về nhà. Trước kia anh đã trì hoãn 3 lần, nếu lần này Hae-jun vẫn tiếp tục trì hoãn nữa thì anh sẽ quá tuổi nhập ngũ mất. Nhưng lần này Hae-jun không từ chối nữa. Anh nói với mẹ rằng bản thân muốn một lần kiên trì tới cuối cùng. Nếu anh được chọn trong buổi casting sắp tới thì đó chính là cơ hội cuối cùng mà Thượng Đế dành cho anh. Nếu vẫn không thông qua thì anh sẽ ngoan ngoãn từ bỏ ước mơ, chấp nhận hiện thực để đi nhập ngũ. Hôm sau, Hae-jun cùng người bạn thân Hae-hyo tới buổi casting. Tại phòng trang điểm, Jong Ha đứng sau cánh gà ngắm nhìn thần tượng mà mình ngày nhớ đêm mong suốt mười mấy năm. Cô ngơ ngác đến nỗi quên mất phải mời anh ngồi. Chân tay cũng lóng ngóng bất cẩn làm rơi lọ nước tẩy trang. May mà Hae-jun nhanh tay bắt được. Đây là lần đầu tiên cô được đứng gần thần tượng thế này. Nhìn khuôn mặt điển trai của anh, Jong Ha cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại dạo dực khó tả. Bằng tay nghề điêu luyện, cô che đi hết khuyết điểm trên mặt Hae-jun nhìn không quá rõ ràng còn rất hoàn hảo. Jong Ha căng thẳng, con ngươi cứ đưa đi đưa lại liên tục. Nói chuyện với Hae-jun cũng chỉ dạ vâng vài câu. Khi trang điểm được một nửa, Jin-ju có chuyện phải rời đi, thế là cô xin lỗi Hae-hyo vài câu sau đó tạm thời rời khỏi. Nhưng Jin-ju vừa rời đi không lâu thì Hae-hyo nhận được điện thoại phải thi gấp. Thế là anh nhờ Jong Ha hoàn thành nốt bước còn lại. Nhớ lại chuyện ấm ức lần trước, Jong Ha không dám manh động nữa. Cô nói anh là khách hàng của Jin-ju, tôi không thể nhận được. Hae-jun liền quay sang cất giọng nói giúp. Jong Ha sợ khách hàng đánh giá không tốt đành chấp nhận làm nốt phần còn lại. Ba người bắt đầu vừa cười đùa vui vẻ vừa làm việc. Không ngờ đúng lúc đó Jin-ju bất ngờ quay lại. Sau đó Jin-ju còn hùng hổ trách móc Jong Ha, thậm chí còn dùng lời lẽ rất khó nghe, ngữ khí thì chanh chua. Hae-jun định nói giúp thì bị cô ta chặn họng. Jong Ha ấm ức chỉ đành lặng lẽ cúi đầu xin lỗi, nhưng Jin-ju vẫn chưa có ý định dừng lại, cô ta tiếp tục mắng nhiếc. Bị mất mặt trước idol, Jong Ha vô cùng thất vọng. Cô đặt dụng cụ trong tay xuống rồi bỏ đi.
qua ấm ức, nước mắt cô khẽ rơi. Sau đó cô mở điện thoại ngắm ảnh idol, ngắm xong tinh thần lập tức đi lên. Vừa hay cảnh này bị Haejun đi qua bắt gặp, anh hỏi cô có phải là fan của mình không, nhưng vì quá xấu hổ cô đã phủ nhận mình là fan của Haejun. Sau đó cô còn nói dối rằng thần tượng của mình là Haehyo chứ không phải anh. Nói xong còn đưa ra bức ảnh có mặt ba người cho anh xem. Sau đó hai người ngồi xuống nói chuyện. Sau khi biết mình và Jongha bằng tuổi, Haejun ngỏ ý muốn làm bạn với cô. Anh bảo cô phải học cách phản đòn, đừng để mình trông giống một người dễ bị kẻ khác bắt nạt. Được thần tượng truyền cảm hứng, Jongha như được khai sáng. Buổi casting rất nhanh đã được diễn ra. Nhìn Haejun tỏa sáng trên sàn diễn, Jongha vô cùng vui vẻ. Sau khi hoạt động kết thúc, mọi người lần lượt chạy đi tẩy trang. Haejun khoe với các bạn mình rằng anh và Jongha đã trở thành bạn. Người bạn bên cạnh cũng cười nói bạn của Haejun cũng là bạn của họ. Cứ như vậy ba người rất nhanh đã hòa nhập với nhau. Trước khi đi, Haejun còn không quên mượn điện thoại của Jongha để lưu số mình. Sau đó nói vài ngày nữa anh sẽ dẫn theo Haehyo tới đây trang điểm, nhân tiện tạo điều kiện cho cô. Sau đó nhóm ba người họ đi chơi xuyên đêm. Trên đường về nhà, một người bạn lỡ miệng báo tin ban nãy đạo diễn vừa gọi điện thoại cho Haehyo thông báo anh đã được chọn trong buổi casting. Nghe xong tin này, Haejun như chết lặng. Haehyo muốn an ủi cậu bạn thân vài câu nhưng Haejun lại một mạch chạy về trước. Buổi tối sau khi trở về nhà, bố trông thấy dáng vẻ buồn rầu của Haejun lại bắt đầu chế giễu cậu con trai tội nghiệp. Bố đừng nói gì nữa, hiện tại con đã đủ đau khổ rồi, vậy nên xin bố đừng nói nữa. Khi bố bằng tuổi mày đã phải làm việc nuôi sống cả gia đình, còn mày chỉ cần nuôi mỗi bản thân thì có gì đau khổ. Nếu con nói ra nỗi đau trong lòng với bố thì liệu bố có hiểu được không? Bố có lúc nào không hiểu mày sao? Khi Haejun báo tin buổi casting đã thất bại, bố anh không hề cảm thấy buồn vì chuyện này. Ngược lại ông còn hạnh phúc nói đây là chuyện tốt, như vậy Haejun có thể yên tâm đi nhập ngũ. Anh trai bên cạnh cũng hùa theo bố sát muối vào vết thương của Haejun. Haejun vốn không muốn cãi nhau với hai người họ nhưng bố và anh trai cứ liên tục nói những lời lẽ ngày càng khó nghe. Cuối cùng đến ông nội trong phòng cũng phải nóng máu mà lao ra. Vừa ra ngoài ông liền nói đỡ cho Haejun. Tại sao các người cứ bắt nạt Haejun của chúng ta vậy hả? Nó đã buồn vì buổi casting thất bại lắm rồi. Các người không thể an ủi động viên nó được sao? Sau khi Haejun vào phòng ông nội vì việc bố chỉ đổi phòng mới cho anh trai mà không đổi phòng mới cho Haejun thì vô cùng tức giận. Thế là ông đóng sầm cửa lại. Ai ngờ quá tay khiến cánh cửa vốn đã mục nát đổ sập xuống. Cuối cùng Haejun phải lấy băng dính và bìa dán lại cánh cửa. Thấy ông buồn rầu, anh đã an ủi và cảm ơn ông vì đã bênh vực mình. Hôm sau Min Jae đến tìm Haejun muốn ký hợp đồng với anh và giúp anh có được đất diễn trong tuần lễ thời trang Milan sắp tới. Cô đã đặt xong phòng khách sạn, mua xong vé máy bay. Trên sàn catwalk, Haejun tỏa sáng rực rỡ. Lúc này Min Jae biết mình đã không chọn nhầm người. Cô nhất định phải để anh tiếp tục tỏa sáng, khiến anh trở thành một ngôi sao rực rỡ. Bên này khi đang lau gương, Jongha lại bị thợ trang điểm soi mói. Nhưng lần này cô không thèm nhẫn nhịn nữa. Cô bật lại luôn làm Jinju hú hồn chim én, không dám tin Jongha lại dám bật lại mình. Đồng nghiệp đi tới luôn miệng khen Jongha quá dũng cảm. Loại người như Jinju đáng bị như vậy, nếu không sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Hôm sau Haejun dẫn Haehyo đến thẩm mỹ viện của Jongha, còn yêu cầu đích danh cô trang điểm cho mình. Điều này khiến Jinju tức muốn chết. Cô ta vẫn cười nói vui vẻ dù trong lòng vô cùng đố kỵ. Haejun kéo Haehyo đến chỗ của Jongha nói rằng cô là fan của cậu, khiến cô có chút bối rối. Haejun vì muốn tạo cơ hội cho Jongha và Haehyo ở cạnh nhau nên đã theo Jinju rời đi. Trong lúc của đầu, Haehyo nhắc nhở Jongha đừng vì chuyện cô thần tượng anh mà cảm thấy xấu hổ. Nghe vậy Jongha cười nói bản thân không phải là fan của anh. Người cô thực sự thích là Haejun. Hôm đó chỉ vì quá ngại nên cô mới nói dối. Sự thật phũ phàng này khiến Haehyo ngượng chín mặt. Trước khi đi, Haejun tìm gặp Jongha hỏi cô có biết cắt tóc không. Jongha nói mình chỉ biết cắt tóc cho người già và trẻ nhỏ. Haejun kêu cô sau khi tan làm hãy đợi anh một chút, sau đó quay người rời đi. Tối đến, Haejun tìm Jongha kêu cô giúp mình cắt tóc. Cô trêu anh hỏi có phải anh muốn thành đứa trẻ 7 tuổi không. Anh thản nhiên đáp mình sẽ nhập ngũ. Nụ cười của Jongha chợt vụt tắt. Nếu như anh nhập ngũ thì trong 2 năm cô không thể nhìn thấy Haejun nữa. Mà bây giờ nếu anh đi như thế thì anh có còn cơ hội quay lại giới giải trí không? Khi công việc kết thúc, quản lý của Haehyo yêu cầu anh phải nhanh chóng thay đồ để đi gặp đạo diễn đoàn làm phim, khiến cho Haejun đứng bên có chút buồn vì đã đánh mất cơ hội thử vai lần này. Đồng nghĩa với việc anh nam chính phải từ bỏ sự nghiệp giải trí của mình để lên đường nhập ngũ. Bên này nữ chính của chúng ta cũng không thuận lợi là bao. Hôm nay dù đã làm theo yêu cầu của khách nhưng chẳng biết bà ta đang đến thắng hay bực bội chuyện gì mà quay sang chửi cô vô điều kiện. Cô tủi thân buồn bã nhưng lại nhớ đến lời động viên của Haejun rằng hãy cố gắng thắng bà cô quản lý đáng ghét đó. Ít nhất phải thắng một lần, đó có tôi hỗ trợ, mà còn để thua thì cô chính là đồ ngốc biết chưa. Sau đó chị Min Jae bỗng tới tìm Haejun với hy vọng anh có thể tạm hoãn việc đi nghĩa vụ quân sự. Đợi 2 năm sau Haejun nhập ngũ trở về, ngành giải trí sẽ không còn chỗ đứng cho anh nữa. Do sự nghi ngờ và phản đối của gia đình khiến nam chính dần mất đi sự tự tin của bản thân. Cuối cùng anh đã từ chối ý tốt của chị Min Jae. Trên đường về anh nhận được một dòng tin nhắn động viên của Jongha gửi tới. Tôi quyết sẽ chiến thắng nhưng rốt cuộc đã thua rồi. Vì sợ cậu tò mò nên vẫn nhắn dù có hơi do dự. Tối đến hai người lại vô tình gặp nhau ở thư viện. Jongha vừa tới nơi đã bị bóng lưng của Haejun đứng ở phía xa thu hút. Haejun lúng túng trả lời không có, tôi rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên bản thân chỉ yêu 2 lần và là cùng một người thôi. Anh nói chi tiết quá đấy, tôi đâu có hỏi. Thái độ này của bà chị Jongha chắc chắn là ghen rồi haha. Sau đó nam chính còn quay sang trêu ghẹo Jongha. Cô có bạn trai chưa? Tôi đây cũng từng có bạn trai rồi nhé.
Phủ nhận dữ dội cũng chính là một cách thừa nhận đó. Hae-jun hỏi Jong-ha tại sao lại ghét ngày mưa. Jong-ha nói vì ngày mưa làm cô cảm thấy rất cô đơn, nhất là người sống một mình như cô. Sau này trời đổ mưa tôi sẽ gọi cho cô nhé, cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa đâu. Ôi nổi hết cả da gà lên rồi này, tôi chịu không nổi đâu. Jong-ha ngại ngùng vội lao ra khỏi ô chạy thật nhanh tới trạm xe bus. Sợ cô ướt mưa sẽ bị ốm lạnh, anh vội lấy khăn quàng cổ của mình đeo cho cô. Hành động ấm áp cộng thêm cơn mưa nhẹ rơi khiến khung cảnh lãng mạn biết bao. Cô nữ chính còn chưa kịp định thần lại thì Hae-jun bỗng đưa ô cho cô, còn anh thì một mình đội mưa chạy lên xe bus, để lại Jong-ha nội tâm vui sướng gào thét giữa cơn mưa. Bên này chị Min-jae cũng đang cố gắng nhận cho Hae-jun một vai diễn phù hợp. Mặc dù chỉ có vài lời thoại đơn giản thôi nhưng vai diễn này thật sự sinh ra là dành cho anh. Hae-jun lập tức nhập vai và nghiêm túc nghiên cứu vai diễn. Hôm nay trên đường về nhà, bố anh đi ngang qua cửa hàng thịt. Ông nổi hứng mua một ít thịt về cho nam chính Hae-jun tẩm bổ trước khi nhập ngũ, mà không biết rằng sóng gió gia đình sắp ập đến. Sau khi về tới nhà, Hae-jun chủ động ngồi xuống giúp mẹ nhặt rau. Đúng là các phụ huynh chỉ cần nhìn vẻ mặt và thái độ của con mình là đoán được con mình đang có chuyện. Mẹ hỏi anh muốn nói gì thì nói mau lên, mẹ nhìn ra rồi. Hae-jun trả lời rằng công ty điện ảnh đã liên lạc lại với anh. Nhưng không phải con đã trượt vòng casting sao? Không đâu, con đang có một vai diễn rất hay, chỉ có 5 cảnh quay nhưng con vẫn muốn thử diễn. Vậy nên con rất muốn hoãn nhập ngũ vì chuyện này. Sau khi diễn vai này biết đâu có thể thay đổi được tương lai của con thì sao? Nghe thì cũng hay đấy nhưng mẹ vẫn rất lo lắng. Hae-jun lần nữa phải chịu tổn thương vì thất bại trong việc thuyết phục mẹ. Bà khích lệ con trai mình, thật ra từ bỏ cũng là một loại dũng cảm đó con yêu à. Lúc này bố anh cũng đã về. Hai người thấy thế lập tức kết thúc chủ đề này. Về tới nhà chưa kịp làm gì ông ta đã quát mắng anh. Này thằng kia, nhìn thấy mà không chào hỏi bố sao? Hae-jun quay ra nói luôn rằng chúng ta không thuộc về nhau. Thằng danh con mất dạy bất lịch sự này. Bố anh luôn nói chỉ khi Hae-jun đi nghĩa vụ quân sự thì mới có thể trưởng thành lên được. Sau đó anh nam chính lấy hết dũng khí lớn tiếng với ông. Bố à, con đã quyết định đi đóng phim rồi thì bố đừng có cản giấc mơ của con chứ. Sau đó ông bố điên tiết quá cầm lấy miếng thịt ném thẳng vào mặt anh. Sao lại thế, con ơi là con. Mày khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm sao lại nuốt lời chứ, cái thằng danh này. Mày lại đây cho tao uýnh một trận mau lên. Hae-jun bị bố đuổi đánh chạy khắp nhà như con loang quang. Mẹ anh dùng hết sức ôm lấy chồng cản ông ta lại không cho đánh con trai cưng của mình. Tôi buông tay ông ra rồi đó, làm gì thì làm đi. Mẹ anh đột ngột buông tay khiến bố anh tạm thời không biết xử lý thế nào. Gia đình ba người bất động tại chỗ. Cuối cùng cuộc chiến gia đình biến thành cuộc đàm phán giữa bố và mẹ. Ông báo đời Hae-jun nhân cơ hội trốn ngay vào phòng. Mẹ anh ở ngoài thì hùng hổ mắng bố một trận. Lần này bà đã dũng cảm đứng ra ủng hộ con trai cưng hoàn thành giấc mơ muốn làm diễn viên của mình. Ông xem nếu đến cả bố và mẹ cũng không tin vào con cái thì ai có thể giúp nó được nữa đây. Tôi luôn ủng hộ điều mà Hae-jun muốn làm, kể cả có giống như ông nói làm như vậy sẽ hủy hoại con đi nữa. Nhưng ít nhất cũng phải cho nó cơ hội thử làm những gì nó muốn chứ. Lần này thái độ của mẹ Hae-jun vô cùng gay gắt và cương quyết. Đúng là nhà phải có nóc. Ông bố sợ quá không còn cách nào khác, chỉ đành đứng khoanh tay ngoan ngoãn nhường vợ một nước. Sau khi được mẹ ủng hộ, Hae-jun vô cùng hạnh phúc. Anh lập tức chăm chỉ nghiên cứu vai diễn sắp tới. Mẹ anh thấy thế dịu dàng đi tới động viên con trai cố lên. Hae-jun nghe thấy vậy liền vui vẻ ôm chầm lấy mẹ để cảm ơn bà đã luôn ủng hộ ước mơ của mình. Sáng hôm sau khi đang chuyển đồ thì nữ chính Jong-ha của chúng ta bỗng than thở về anh chàng Hae-jun ngây ngô. Cô không biết anh có thất vọng khi biết cô nói dối không, hay là anh cảm thấy nặng nề khi biết cô thích anh. Tại sao lại không trả lời lại bổn cô hương ta chứ? Đang bực mình vì sự thô thiển đó thì ông cãnh Hae-jun kia bất ngờ gọi lại hỏi cô có đang làm gì không? Nếu cậu không bận thì chúng ta có thể gặp nhau được không? Jong-ha trách anh, thà nói thẳng từ đầu đi cho rồi. Tuy hơi thô thiển nhưng như thế tôi lại thấy ổn đó. Sau đó anh bước ra khỏi phòng với một tâm thế vô cùng hào hứng cho một ngày mới đầy niềm vui. Hae-jun đưa cho ông nội đẹp lão của mình một tấm danh thiếp. Chẳng phải ông muốn làm người mẫu kiếm tiền sao? Hiện nay có rất nhiều người muốn thuê các người mẫu lớn tuổi nên ông đừng lo không có ai thuê ông. Bây giờ là thời đại trăm tuổi mà nên ông vẫn chưa gọi là già đâu. Cháu nghĩ đây chính là công việc phù hợp nhất dành cho ông. Nếu không được nhận thì cứ xem như gặp gỡ bạn bè tập thể dục thôi. Ngay sau đó Hae-jun nhanh chân tới căn chung cư nơi bà chị này sống. Có lẽ anh cũng muốn nhận chị ấy làm quản lý để cùng nhau tiến tới những kế hoạch vĩ đại trong tương lai. Chị cũng là người mà Hae-jun tin tưởng nhất hiện giờ. Hai người đứng trong thang máy cùng hít một bầu không khí mà chẳng ai dám quay sang nói với nhau một tiếng. Chịu hết nổi, chị Min-jae đành quay ngoắt sang cáu gắt hỏi Hae-jun thế là có chuyện gì nào. Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý hợp tác của Hae-jun, bà quản lý này như vớ được vàng nhảy cẫng lên vì vui sướng. Với kinh nghiệm của mình, chị Min-jae chắc chắn rằng anh sẽ là một diễn viên cao quý nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn. Lúc đầu Min-jae tỏ vẻ tự tin hào nhoáng với quan điểm của mình là vậy, nhưng sau đó cô tâm sự với Hae-jun rằng chị không nghĩ là em sẽ làm thật. Quá đường đột mà, nếu em chịu làm thì chị cũng phải làm thôi, nhưng bản thân hiện tại lại không đủ tự tin. Trước chị ăn to nói lớn thế thôi chứ, cái lúc em bảo từ bỏ chị cũng vì thế mà từ bỏ luôn, hi hi. Hae-jun nghe xong nhìn bà quản lý Min-jae với ánh mắt khinh bỉ cùng nụ cười đều. Chị ta cũng chẳng kém cạnh, mang theo cảm xúc vui sướng lẫn lộn mà cười lớn lên một tiếng không giống người bình thường, khiến cho Hae-jun hết sức hoảng sợ. Trên đời này Min-jae ghét nhất là làm việc dựa trên mối quan hệ, nên bà quản lý đã đưa ra một bản hợp đồng với Hae-jun. Tân binh như anh thì thường tiền lợi nhuận sẽ chia đôi, nhưng hiện anh đang khó khăn nên chị Min-jae sẽ để anh nhận 70% lợi nhuận. Thời hạn của bản hợp đồng lại là 7 năm, thế thì hơi lâu đối với nam chính. Chị Min-jae giải thích luôn cái này đã bao gồm thời gian anh đi nghĩa vụ rồi.
Sau đó Hae-jun đề nghị rằng anh đồng thuận chia đôi nhưng thời hạn rút lại chỉ còn 1 năm thôi. Ai mà biết được sau này như thế nào? Lỡ đâu bản thân anh lại thành gánh nặng cho chị thì sao? Khi đang trên chuyến xe buýt về nhà, Hae-jun đột nhiên vừa xem bóng đá vừa nhớ lại những lời triết lý của chị quản lý Min-jae dặn dò. Cô nói anh rất tài năng nhưng lại chẳng có chí tiến thủ. Bây giờ hãy nói chuyện nghiêm túc đi, hãy bàn về hướng đi của công ty chúng ta sắp tới. Hiện tại bản thân em sẽ cho thấy tương lai của chúng ta sau này. Nếu hiện tại không thay đổi từ việc nhỏ thì tương lai cũng sẽ không đi đến đâu. Bản thân Hae-jun tuy ngay thẳng đơn thuần cũng rất tốt, nhưng trong sân chơi của showbiz nếu anh cứ như vậy thì hoàn toàn không thắng nổi. Chiều tối đôi Jimin hẹn hò nhau tại một trung tâm sôi nổi đông đúc. Jong-ha ngạc nhiên khi thấy anh cờ giúp của mình xem bóng đá, nhưng không phải vì anh đam mê mà là vì bà quản lý Min-jae nói Hae-jun không có chí tiến thủ nên dặn dò anh hãy xem thật nhiều các pha bóng nổi bật. Như vậy có thể nạp thêm hormone hạnh phúc và có thêm tinh thần phấn chấn để sẵn sàng chiến đấu. Nhưng cô nữ chính lại bảo gu của mình là đàn ông không có chí tiến thủ. Hae-jun nghe thấy liền bắt bài luôn rằng tôi biết cô thích tôi rồi không phải ẩn ý đâu ha ha. Hae-jun với bản mặt kiêu ngạo hỏi Jong-ha cô thích tôi từ bao giờ vậy? Jong-ha vừa xấu hổ lại rất chê cái sự tự mãn đó của anh. Thà cô cứ sống trong sự ảo tưởng không có Hae-jun tồn tại còn hơn. Jong-ha vui vẻ vì bản thân đã nhìn đúng người. Sau khi gặp cô còn biết anh thực sự là người tốt rất hợp với mình. Sau đó hai người rủ nhau đi ăn lẩu mì nấm tteokbokki Hàn Quốc. Nhìn có vẻ ngon ha, tôi đang viết content lúc 12 giờ đêm mà còn phải chảy nước miếng khoái khoái. Cuối buổi ăn chơi nhậu nhẹt, Hae-jun nhìn Jong-ha với ánh mắt dịu dàng trìu mến. Khi ở bên cô anh luôn có được cảm giác bình yên. Thật sao xuyến làm sao? Sáng hôm sau không hiểu có chuyện gì nghiêm trọng mà Hae-jun cùng anh bạn thân hai mái phi chiếc BMW kép đến bệnh viện thật nhanh. Nói chính xác là đến phòng khám sản phụ khoa các ông ạ. Nghe nó hơi sai sai với cánh đàn ông nhỉ. Thì ra cô người yêu hẹn hò bí mật của ông bạn tóc xoăn này khuyên ông ý đi tiêm cái gì mà ngăn ngừa ung thư cổ tử cung. Ủa mà đàn ông có cổ tử cung à, tôi đang nghi ngờ nhân sinh quá. Thì ra loại vaccine này không phải chỉ dành riêng cho phụ nữ mà đàn ông chúng mình cũng sẽ tiêm để phòng ngừa được các ông ạ. Việc anh ta lừa Hae-jun cùng anh bạn thân hai mái kia đến đây là để tiêm cùng. Thật là một tình bạn đẹp mà ha ha ha. Đúng là ngồi không cũng dính họa. Chẳng những thế khi tiêm xong mấy ông tướng này còn chụp ảnh selfie cắp lên mạng cho các fan nữ thích thú nữa chứ. Bên này nữ chính Jong-ha của chúng ta lại đang bị bà quản lý ghen ăn tức ở mà bắt nạt. Bà ta thường xuyên mắng và kiếm cớ nói bóng nói gió với cô. Nam chính kể từ sau khi nhận hợp tác với bà chị quản lý Min-jae liền nhận được sự chăm sóc hết sức chu đáo mặc dù mới là hạng bình dân thôi. Hae-jun có hàng loạt lịch trình dày đặc như là đi trang điểm gặp phóng viên và có cả hai buổi đi thử vai nữa. Không chỉ thế anh còn được dặn dò phải luôn khéo léo cẩn thận với lũ phóng viên. Nói chung tránh họ càng xa càng tốt nếu không muốn dính đến rắc rối. Nghệ sĩ nào mới bắt đầu bước vào nghề chưa có chỗ đứng trong đấu trường showbiz cũng phải vất vả vật lộn với cuộc sống làm đủ mọi công việc để có thể duy trì chi phí của các khoản cho sự nghiệp. Nam chính Hae-jun của chúng ta cũng vậy. Ngoài giờ đi diễn ra anh còn làm thêm tại quán ăn bên hè phố nữa. Không những cuộc sống vất vả, Hae-jun còn phải chịu sự khinh thường từ những người đang nổi tiếng hơn mình. Điển hình như ngày hôm nay anh gặp phải tên Jong-ha. Trong thang máy tay quản lý cũ của Hae-jun còn cứ quay sang cà khịa hết sức khó chịu. Ông Jong-ha tự kiêu này cũng huênh hoang tại đây lắm. Vì nghĩ mình nổi tiếng và có cộng đồng fan lớn hơn Hae-jun nên cho rằng mình đã đóng vai phụ rồi thì anh cũng chỉ được xếp vào vai quần chúng thôi. Đúng là cuộc sống không ai biết trước được chữ ngờ. Trong bộ phim này nam chính Hae-jun nhà chúng ta đóng vai đại ca xã hội đen. Ở trước mặt Jong-ha đang bị trói bằng dây thừng treo lên cao, anh cuối cùng cũng có thể mượn vai diễn này để dạy dỗ tên này một chút. Hae-jun ném cây gậy thật mạnh về phía Jong-ha, sau đó vừa diễn vừa dọa tên đó rằng tao đâu phải côn đồ xã hội đen, sao có thể dung gậy đánh mày chứ. Jong-ha sợ hãi hét lớn với đạo diễn, này trong kịch bản không phải như vậy đâu. Không biết do hận thù hay là nam chính Hae-jun của chúng ta quá nhập vai nên đã tự mình làm theo cảm xúc nhân vật đánh cho hắn một trận te tua. Tưởng rằng đạo diễn sẽ trách mắng anh một trận nhưng ông ta lại nói như thế thật sự rất tốt đó. Hai người sau đó đã thương lượng sẽ đổi kịch bản từ dùng gậy phang sang đánh bằng tay. Hae-jun làm theo yêu cầu của đạo diễn đánh thử. Cảm giác được diễn xuất khiến cho anh thực sự rất là hưng phấn. Bên này nữ chính Jong-ha đang đứng đợi xe bus đến để đi làm. Cô đứng mãi mà chẳng thấy chuyến xe của mình đến. May sao lại có anh bạn thân của Hae-jun cũng là diễn viên cho Quá Giang lên xe đi cùng. Trên xe Jong-ha và Hae-hyo nói chuyện vui vẻ. Cô kể rằng ước mơ của tôi đến quá sớm. Mục tiêu của tôi là sở hữu một thương hiệu trang điểm mang tên An Jong-ha. Mục tiêu khá rõ ràng nhưng như thế thì mới tiếp cận được tất cả mọi người. Anh hỏi cô nhưng nó có liên quan gì đến việc hồi hộp chứ? Jong-ha giải thích chẳng một ai bắt đầu mà đã có tên tuổi cả. Mọi người đều phải trang điểm cho người nổi tiếng rồi đi lên. Hae-hyo thắc mắc thế bộ thường ngày cô hay trang điểm cho tôi thì tôi vẫn chưa là người nổi tiếng à? Ừ thì anh cũng chưa nổi tiếng lắm nhưng vẫn hơn tôi nhiều. Cảm ơn rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội. Phải biết ơn chứ. Mà tính ra cậu còn phải biết ơn tôi một việc nữa, việc là fan của Hae-jun. Anh nam chính lúc này đang ở trong nhà vệ sinh rửa tay thì lại bị ông quản lý cũ cố tình đi vào cà khịa với vẻ sĩ diện huênh hoang. Hắn ta nói nếu cậu còn ở chỗ tôi thì bây giờ đã có thể nổi tiếng hơn rồi. Đã vậy hắn lại còn khoe thêm việc đã mua thêm một tòa nhà với vẻ mặt đáng ghét. Nhưng Hae-jun chẳng thèm quan tâm đến những lời nói dơ bẩn ngứa tay đó. Nam chính chẳng quan tâm khinh bỉ mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm. Sau cơn xui xẻo bước ra ngoài, anh bất ngờ gặp Jong-ha cùng Hae-hyo đang đi tới. Ba người nói chuyện cười đùa như trẻ con mới lớn vậy. Sau khi tan làm, Hae-jun nhận được tin nhắn từ mẹ. 8 giờ tối nay gia đình anh sẽ có một cuộc họp gia đình về chuyện anh trai Kye-ong Jun dọn ra ở riêng.
Ông bố luôn bênh vực con trai trưởng sửa lại lời nhắn phải là họp về chuyện Kia Ong Jun bắt đầu tự lập chứ. Mọi người muốn Hae Jun nhất định phải về tham gia cuộc họp này. Lúc này cả nhóm ba người định rủ nhau đi ăn chiều vui vẻ rồi về. Khi chị quản lý Min Jae lái xe tới, Hae Jun rủ Jong Ha cùng lên xe tới chỗ đó. Bất ngờ cô bị Hae Hyo cầm tay kéo lại nói hay là cậu lên xe cùng với tớ đi. Phải chăng ông anh này cũng siêu lòng trước cô nàng trang điểm cute này rồi. Hai ông giành qua giành lại như con nít vậy. Nhưng cuối cùng xe mà Hae Jun chọn vẫn là xe của chị Min Jae vì bản thân Jong Ha đã thích Hae Jun từ lâu mà. Lên xe anh lại còn tạo nét với cô bằng việc nói lái xe là một chuyện hết sức nhỏ nhặt vì bản thân giỏi mà. Chị Min Jae giải thích cho Jong Ha về bản tính mới lạ này. Chúng ta nên sớm quen dần với việc đó. Khi xuống xe đôi Chim Ji sắp vào đến nhà hàng ăn rồi thì Jong Ha đột nhiên lại không thấy điện thoại đâu nữa. Sau đó cô mượn Hae Jun chìa khóa xe muốn quay lại tìm điện thoại. Nhưng lại bị anh nói quả nhiên cô rất giỏi làm phiền người khác đó. Jong Ha nghe thấy liền tự ái quạc lại vào mặt Hae Jun rằng mình không có giống như mẹ mình. Mẹ tôi không được đáng tin tưởng cho lắm. Mẹ bảo sẽ không ly hôn với bố nhưng rồi vẫn làm chuyện đó. Bà nói sẽ không lấy chồng nghèo nữa nhưng rồi vẫn lấy. Hae Jun thắc mắc sao cô kể chuyện đau thương mà nghe nhẹ nhàng quá vậy. Jong Ha muốn anh tưởng tượng bản thân cô đã phải cố thế nào mới được như thế. Phải chăng nữ chính đáng thương của chúng ta trước kia đã phải chịu rất nhiều sự tổn thương về mặt tâm lý. Nhưng may mà quan hệ giữa cô và bố vẫn rất là tốt. Không thì khi bản thân ra ngoài xã hội sẽ không thể chống chọi được mất. Tôi đến khi anh nam chính vừa mới đến trước sân nhà đã bị anh trai giả nai chặn lại. Anh muốn cậu đồng ý về chuyện anh ta muốn ra ở riêng để thêm ý kiến. Hae Jun không hề quan tâm mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Anh trai thuyết phục cậu nếu anh rời khỏi nhà thì em sẽ có phòng riêng đó, không thích à, đàn ông thế kỷ 21 mà không có phòng riêng làm sao mà coi được. Thế nên bây giờ em hãy đi nói với mẹ là mình muốn có phòng riêng đi. Tuy là con trai thứ hai không có hợp với bố cho lắm nhưng với mẹ mình, Hae Jun luôn là người gần gũi, là người luôn lắng nghe tâm sự của mẹ mỗi khi buồn vui. Chẳng những thế, suy nghĩ của hai mẹ con cũng rất hợp cả nữa. Vì vậy mẹ cũng luôn yêu quý cậu hơn là ông anh trai hay kiêu ngạo kia. Mẹ luôn luôn dạy dỗ dặn dò Hae Jun bằng những câu nói hay và ý nghĩa. Như hôm nay cũng vậy, mẹ nói sinh ra ở đời đã là chuyện mệt mỏi rồi, cho nên con người chúng ta luôn phải chạy theo, phải tìm cái gọi là niềm vui để cuộc sống bớt mệt mỏi. Nhưng niềm vui đâu phải bỗng dưng mà có. Sáng hôm sau, Hae Jun cùng chị quản lý đến phim trường đóng tiếp vai diễn đại ca xã hội đen ngầu lòi. Min Jae thấy rất chi là Jun khuyên anh phải đóng cảnh này thật là tốt vào. Nhưng sao Hae Jun lại có thể bình tĩnh như thế nhỉ, tỉnh bơ luôn mà. Chỉ là anh đang suy nghĩ về nhân vật Su Jong của bản thân mình. Chẳng những vậy, Su Jong còn bắt chuyện với tâm trí anh nữa. Chị quản lý ngạc nhiên cảm thán rằng đúng là diễn viên thực thụ đây rồi. Nhân vật trong kịch bản còn tự biết bắt chuyện với diễn viên nữa, thật tuyệt vời. Nhưng nói chung cô rất vui khi thấy Hae Jun có thể nhập tâm sâu sắc vào nhân vật trong phim như vậy. Hôm nay anh nam chính của chúng ta lại mang trên mình một bộ vest vừa lịch lãm vừa rất ư là ngầu. Trông anh không khác gì một tổng tài thực thụ cả. Ở phim trường, Hae Jun đang thử vài đường quyền cơ bản với Jo Ha cho quen dần trước khi quay. Do thấy lực tay quá nhẹ nên ông đạo diễn đã đi vào làm mẫu, kêu cậu phải làm như này này. Đánh vào ngực trước rồi tiếp theo là vào bụng, cuối cùng là một phát thật mạnh vào lưng. Tôi nhìn lực đánh mạnh của ông đạo diễn đã khoái như thế này rồi. Không biết tí vào cảnh quay Hae Jun còn đập hắn ra bã như thế nào nữa, ha ha. Mời mọi người cùng xem cảnh quay mãn nhãn này nha. Mày cũng biết đau sao? Đau chứ, tên khốn này. Côn đồ, đúng là côn đồ. Côn đồ thì chỉ thương hại người xứng đáng. So với mày tao còn nhân đạo chán. Tao nên cùng chia sẻ nỗi đau này với mày mới phải. Sau đó nam chính Hae Jun đấm cho tên kia ra bã thật, anh em à. Xem mà đã cái nư luôn. Lúc này ông tướng Jo Ha bị Hae Jun đánh đến nỗi không còn sức lực đánh trả. Chỉ thấy anh ta nhặt một khúc gỗ ở dưới đất và sau đó đánh thật mạnh vào đầu Hae Jun. Cũng không biết là cố ý báo thù hay kịch bản như vậy nữa. Cú đánh này khiến đầu của Hae Jun chảy máu choáng váng nên phải dừng quay ngay lập tức. Sau khi tan diễn ở phim trường, Hae Jun cùng cô nàng Jong Ha đến hiệu thuốc Hạnh Phúc để thay bằng y tế. Trên xe buýt, Jong Ha còn cẩn thận lấy tay chạm nhẹ lên trán anh xem lại vết thương. Trước những hành động như vậy của một cô gái xinh đẹp, đến tôi thì tôi còn đổ vội chứ nói gì đến ông tướng này. Hai người đang cùng nhau đi bộ về nhà thì trời đột nhiên đổ mưa. Đúng là tức cảnh sinh tình. Sau đó một điều bất ngờ mà không ai có thể lường trước được đã xảy ra. Hae Jun trong một khoảnh khắc nào đó bằng tiếng gọi từ trái tim anh đã ngỏ lời nói rằng hình như anh đã thích cô mất rồi. Trời bỗng dưng đổ mưa lớn. Hai người đứng nhìn nhau tóe lửa tình. Cô nữ chính Jong Ha của chúng ta không biết là mình đang mơ hay tỉnh nữa. Thật quá đột ngột và vui sướng. Anh bảo có chuyện muốn nói với cô nhưng không biết có nên nói ra không. Thấy thế, Jong Ha bảo rằng khi không chắc có nên nói không thì đừng nói. Nhưng Hae Jun vẫn nói với cô rằng hình như là anh đã thích cô rồi. Câu nói này khiến Jong Ha rất bất ngờ. Cô không biết phải trả lời như nào. Hae Jun như sắp ngất vì đứng dưới mưa quá lâu. Cuối cùng cô đành kéo anh đi tìm chỗ trú. Hae Jun cởi áo ra che cho cả hai. Không khí cực kỳ lãng mạn. Hai người che cho nhau trú mưa dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi. Sau đó Jong Ha đưa Hae Jun về nhà của mình. Hai người đang ngồi nói chuyện, bỗng Hae Jun nhìn thấy những tấm hình vẽ tay nên rất tò mò. Jong Ha bảo đó là những bức tranh tự tay bố mình vẽ. Anh hỏi ông là họa sĩ à, nhưng cô bảo không phải, ông chỉ dạy vẽ cho người mới học thôi. Nghe vậy anh liền nói anh muốn cầm lên xem. Sau khi nhận được sự đồng ý của cô, anh đã cầm những bức tranh lên xem và cảm thấy rất hứng thú. Hae Jun nhìn thấy một bức tranh vẽ cô rất tâm trạng. Jong Ha giải thích rằng đó là sau khi mẹ cô tái hôn. Cô hỏi anh biết điều khó khăn nhất khi bố mẹ ly hôn là gì không, nhưng anh chỉ quay lại nhìn cô. Hae Jun hỏi cô đáp lại lời tỏ tình của mình rồi à, khiến cô rất ngượng ngùng.
Jong Ha bảo đợi một lát rồi chuồn vào phòng. Cô cứ ngỡ cô sẽ chỉ được nghe hai từ đó trong lời bài hát thôi. Một bước tiến mới không phải ý hay đâu, nhất định phải cưỡng lại. Bước ra ngoài, cô định nói suy nghĩ của mình cho Hae-jun thì ông nội của anh gọi tới. Sau khi nói chuyện với ông xong thì anh cũng xin phép ra về. Jong Ha hỏi rằng bây giờ chúng ta sẽ thế nào, vẫn chưa nói xong chuyện lúc nãy mà. Hae-jun bảo cậu sẽ cho tôi biết từ từ mà, thế không phải là từ chối khéo à? Không phải tôi cũng có thích cậu. Vậy sau khi thích sẽ là gì? Tôi không biết, cậu chỉ tôi đi. Nghe vậy anh nói với cô là yêu đương rồi mở cửa ra về. Sau đó Jong Ha cũng theo Hae-jun ra ngoài, đề nghị mình sẽ giúp ông nội anh trang điểm làm hồ sơ. Nghe vậy anh liền cảm ơn cô. Sau đó hai người tạm biệt rồi ra về. Ngồi trên xe buýt, Hae-jun lấy điện thoại ra xem tin nhắn của chị Min-jae rồi đến quán cà phê để gặp chị. Thấy vết thương trên trán Hae-jun, Min-jae hoảng hốt hỏi han đủ kiểu. Nhưng anh bảo rằng chị nói nhiều quá, em đã ổn rồi. Min-jae bảo mình đến xem vết thương của cậu, tiện thể đích thân báo tin tốt là đã nhận được phim cho cậu rồi. Hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ rồi bàn bạc về vai diễn. Hôm sau Jong Ha đi làm được thăng chức lên làm chuyên viên trang điểm. Giám đốc chúc mừng và khích lệ rằng kiếm thật nhiều khách nhé. Bà không quên nhắc cô phải làm thân với Jin-ju. Đồng nghiệp ở bên thấy vậy rất vui mừng cho cô. Trong lúc hai người đang vui vẻ thì Jin-ju bước vào. Cô ta nói với Soo-bin rằng được lên làm trợ lý là do cô ta thông qua đấy. Nghe vậy cô đồng nghiệp bảo sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ hai người, nhưng cô ta lại thấy không vui. Cô ta cầm cây cọ lên hỏi cái này đã rửa rồi sao, sau đó lấy cớ làm khó cô và bắt Soo-bin đi rửa lại cọ. Sau khi bà ta rời đi thì Hae-hyo tới còn tặng cho Jong Ha một đóa hoa. Anh nói sẵn dịp mua hoa tặng mẹ nên đã mua cho cô. Anh hỏi cô lại bị mắng à? Cô liền đáp lại có phải ngày nào tôi cũng bị mắng đâu. Sau đó khoe với anh mình đã được lên làm chuyên viên trang điểm rồi. Thấy thế Hae-hyo liền chúc mừng cô. Anh không quên nói mình canh thời điểm mua hoa rất chuẩn để mang tới chúc mừng cô. Hae-jun về đến nhà đang thay quần áo đi làm thêm thì bố anh vào. Ông hỏi anh vẫn làm thêm ở chỗ đấy à? Con nói đi quay phim mà đi làm không công sao? Anh quay lại bảo bố rằng làm xong việc mới được trả tiền. Con sắp đi làm bố phải nói thế sao? Bố bực vì thấy con như thế nên mới nói. Sau đó bố nhắc nhở anh rằng thấy ông có gì kỳ lạ thì nhớ nói với bố. Hae-jun đang đi làm thì bạn của anh xuất hiện. Anh ta hỏi Hae-jun ổn không, vì Jong Ha đã lên top tìm kiếm vì bạo hành người khác. Chắc sẽ không ảnh hưởng đến phim đang quay chứ. Anh ta có vấn đề thì phim của cậu cũng bị liên lụy. Hai người đang đứng nói chuyện với nhau thì Min-jae gửi tin nhắn đến. Hae-jun liền cho bạn mình xem. Hai người cũng cảm thấy an tâm phần nào. Sau đó Hae-jun khoe với bạn rằng mình đã được đóng phim ngắn tập. Nghe vậy bạn anh cảm thấy rất vui. Cậu ấy cũng không quên cổ vũ Hae-jun khiến anh vui vẻ nói sẽ đãi bánh kẹp. Nhớ nói tốt về mình với sếp của cậu. Hae-hyo đang đợi Jong Ha tan làm để đi ăn cùng cô. Khi đang chuẩn bị đi thì Hae-jun nhắn tin cho Jong Ha. Thấy vậy Hae-hyo mới bảo cô kiểm soát biểu cảm đi. Nhưng cô lại hỏi anh rằng gọi điện một chút có được không? Hae-hyo bảo nếu người ta nhắn tin thì chỉ nhắn tin lại thôi chứ gọi lại thì bất ngờ lắm. Tôi muốn tạo bất ngờ. Nói rồi liền chạy ra một góc nhắn lại. Thấy thế Hae-hyo bảo cô hỏi Hae-jun rằng sao lại không gọi cô. Thế nhưng cô lại hỏi anh công việc ngày hôm nay có thuận lợi không? Tối hôm đó sau khi giúp ông nội của Hae-jun chụp ảnh xong mọi người đưa nhau đi ăn. Thấy mấy người trẻ tuổi đùa vui ông cảm thấy rất hạnh phúc. Ông bảo rằng mấy đứa sao lại đẹp đẽ thế. Ông muốn cảm ơn các cháu. Hôm nay ông đã học được rất nhiều điều. Sau khi nói xong mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng trong không khí ấm áp vui vẻ. Đêm đó Hae-jun đưa Jong Ha về nhà. Cô nói rằng cảm giác như này thật không chân thực. Sau đó hỏi rằng mình chụp ảnh được không vì em muốn lưu lại khoảnh khắc này. Nghe vậy Hae-jun cũng rất vui vẻ mà tạo dáng để cho cô chụp. Xong xuôi hai người nắm tay dạo bước trên con đường về nhà. Anh bảo hôm nay trời không mưa. Nghe vậy cô đáp rằng mỗi khi trời mưa em lại nhớ đến một người nhưng sẽ không nói cho anh biết. Hai người cười đùa vui vẻ đến nhà mà vẫn lưu luyến không nỡ buông tay. Cuối cùng vẫn phải tạm biệt nhau để ra về. Hôm sau hai người đưa nhau đi xem phim, cùng nhau ăn bỏng ngô uống nước, trải qua những giây phút hạnh phúc. Tối đó trên bàn ăn mẹ gấp thật nhiều thức ăn cho Hae-jun và bảo ăn ngon nhé, mẹ nấu cho con ấy. Ăn xong rồi kể cho mẹ nghe về phim mới nhé. Đạo diễn là ai, biên kịch là ai. Nghe vậy Hae-jun cười thật hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người hiểu cho giấc mơ của anh. Ăn cơm xong Hae-jun điện cho chị Min-jae nhưng mãi không liên lạc được. Hôm sau anh đến nơi ở của chị Min-jae để tìm chị. Vừa gặp chị đã nói xin lỗi chị không xứng làm quản lý, chị không những hậu đậu tính tình còn thất thường. Nhưng Hae-jun lại bảo rằng ta nên làm việc vì bản thân hơn là vì người khác. Nghe vậy Min-jae nói rằng chị biết nhưng chị đã quá coi nhẹ ngành này. Ít ra nhờ chuyện này chị cũng có bài học. Nghe Hae-jun nói chị đã lấy lại được tinh thần và cảm thấy thật nể phục vì Hae-jun có thể bình tĩnh như vậy. Hai người ngồi bàn bạc tìm cách để đối phó với chuyện này. Tối đó sau khi trở về nhà, bố đã trách Hae-jun rằng tại sao lại làm như vậy, không ngăn ông lại mà còn khuyến khích. Khi nghe những lời trách cứ của bố, anh rất tức giận. Hae-jun nói rằng ông tìm việc để bố đỡ gánh nặng về tài chính nên con mới giúp ông. Nhưng bố anh không nghe lọt tai. Hae-jun nói rằng con bỏ đại học là vì anh trai con nghĩ rằng gia đình mình chỉ lo đủ học phí một trong hai anh em nên con đành phải bỏ học. Sau khi nói ra hết những ấm ức trong lòng, anh bị bố cho một cái bạt tai đau điếng và bảo anh là đồ hỗn láo. Tối đó vì tủi thân mà Hae-jun ngồi trong xe khóc một mình. Thật sự anh không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài vẫn thể hiện. Trong lúc anh đang bất lực và tủi thân nhất thì Jong Ha gọi điện đến. Hai người cùng nhau đi dạo trong công viên vào buổi tối. Hae-jun nói khi chán nản anh thường đến đây nhưng giờ có cô rồi nên không thấy chán nữa.
Hai người vui vẻ cùng nhau ngồi đánh đàn piano, sau đó anh vừa đàn vừa hát cho Jong Ha nghe một bài. Sau đó hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào như chính thức xác nhận mối quan hệ của mình với đối phương. Hae-jun đang ở nhà cặm cụi làm một cái gì đó rất mờ ám. À thì ra cô đang viết lại lưu bút lên một tờ giấy dễ thương. Cô vốn mua quyển này vì thích tựa đề, rồi lại nảy ra trong đầu một suy nghĩ vu vơ. Cô cũng muốn trở thành món quà của anh, còn anh nào thì chưa biết. Thật là xén quá đi. Sau đó ký tên Jong Ha, rồi nữ chính gọi cho anh người yêu Hae-jun. Đúng rồi đấy, các bạn không nghe nhầm đâu. Sau khi ông này nói thích bà là bà tóm lấy luôn chứ lị. Trong khi nói chuyện, cô cảm thấy hình như anh đang đau lòng và khóc vì chuyện gì đó. Cô cố gắng giải vây không khí đang lắng xuống bằng cách rủ anh yêu đi chơi. Không biết vì chuyện gì mà Jong Ha lại an ủi Hae-jun bằng lời nói nhẹ nhàng như thế này. Chắc do tim đau nên mới chảy nước mắt đúng không? Em hiểu cảm giác đó mà. Jong Ha bỗng nhớ lại tuổi thơ của mình. Cô nhớ về những kỷ niệm của cô cùng người bố họa sĩ thân yêu. Hai bố con đang vui vẻ bên nhau thì bà mẹ ghê gớm của cô lại đi vào phá phách. Chắc do bà luôn chán ghét về nghề nghiệp nghèo hèn này của ông nên luôn tỏ ra khó chịu về mọi mặt. Bà nói ông chồng không chịu nghe lời ra ngoài làm việc mà chỉ suốt ngày ru rú ở nhà quanh quẩn bên cọ vẽ các thứ đồ. Sau đó mẹ Jong Ha tức giận kéo tay cô bỏ nhà đi. Mẹ cô cho cô thấy hiện thực phũ phàng khi cô mới 9 tuổi, còn bố cô lại dạy cô cách cầm bút chì phác họa. Họ đều thương Jong Ha theo cách riêng của mình. Vì thế thứ gọi là tình yêu đã đem đến cho cô nỗi buồn. Sau đó Hae-jun vui vẻ đánh chiếc xe con lon ton qua đón Jong Ha. Thấy được sự buồn tủi của người yêu, Jong Ha đã đút cho anh bánh và nước để anh giảm bớt căng thẳng phần nào. Cô cho rằng chỉ cần được ăn ngon là con người sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hóa ra tờ giấy mà cô viết những lời ngọt ngào đó lại được kẹp vào quyển sách tặng cho Hae-jun lần này. Quyển sách với ý nghĩa vô cùng tươi đẹp rằng khi ta say mê việc mình làm bạn sẽ không còn sao nhãng và có được hạnh phúc dễ dàng. Vậy chắc việc anh làm tốt bây giờ là lái xe đúng không? Anh cảm thấy mình hạnh phúc chứ, rất hạnh phúc phải không? Vẫn chưa đâu, nó vẫn chưa đủ đối với anh. Vậy còn em đang làm tốt việc đang làm đúng chứ? Đúng rồi, em đang giỏi nói cho anh vui này. Rất chi là hạnh phúc đó anh yêu à. Trong tâm trí Jong Ha lại hiện ra một suy nghĩ lạc quan. Khi yêu một chàng trai tôi muốn trở thành người tốt hơn bao giờ hết. Chàng trai này còn có một cái tên rất đáng yêu, Sa Hae-jun. Đôi khi điều chúng ta cần nhất là tình yêu chân thành. Mọi vật chất tầm thường xung quanh đều không thể nào có thể chạm tới được. Sau đó nam chính Hae-jun dành cho cô rất nhiều câu hát lãng mạn. Hát được mấy câu mà ngứa môi quá thôi thì em cho anh thơm miếng coi hi hi. Thế là một cảnh đáng xem nhất của bộ phim lại hiện ra trước mắt chúng ta. Dưới bầu trời sao thơ mộng, đôi chim di trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Sau đó hai người lại vui đùa với nhau trên bậc thang. Sau cuộc chơi đó Hae-jun không còn chút cảm giác buồn bã nào cả. Đúng là tác dụng của việc có người yêu mà. Ra đến xe, do môi chưa đủ ngọt nên nam chính Hae-jun còn đòi hôn cô thêm một phát khoảng chừng là 5 phút nữa. Thật là nồng nặc mùi cơm cuốn mà. Khó chịu ghê. Sáng hôm sau, diễn viên Sa Hae-jun hẹn bà chị quản lý Min Jae đến quán nước. Min Jae hỏi anh có biết đạo diễn Song không? Ông ta đang cần tìm người mẫu đóng phim đó. Không cần phải biết diễn xuất, chỉ cần có cái mã đẹp trai thôi. Bởi thế thời gian qua chị mới bảo em là thiên tài gương mặt. Hae-jun lắc đầu nói gương mặt là do bố mẹ và là của trời cho mà. Nhưng anh vẫn rất hào hứng kêu bà quản lý hãy đặt lịch ngay và luôn đi. Bên này nữ chính Jong Ha được cô đồng nghiệp kể sự thật về những lời nói xấu sau lưng và những suy nghĩ khó chịu của mọi người ở đây về cô. Họ bảo Jong Ha chuyên dùng chiêu trò vớ vẩn để câu kéo khách nam của Jin-ju. Tuy là bản thân rất buồn nhưng Jong Ha vẫn phải cố gắng tiếp tục công việc này vì nó là cả một đam mê hoài bão của bản thân. Tan làm, khi trên xe Hae-hyo trở về nhà, Jong Ha có tâm sự với anh rằng tôi không có buồn đâu, tôi chỉ xem nó là chuyện như cơm bữa thôi ấy mà. Đường đời nếu không bằng phẳng thì nó sẽ gập ghềnh. Hae-hyo an ủi Jong Ha chính vì con đường cậu đi gập ghềnh nên cậu đang cảm thấy mệt mỏi nhỉ. Không hiểu sao đường gập ghềnh mà cậu còn cười vui tươi được thì chắc là ông tướng Hae-jun kia rất cao tay nhỉ. Nhắc đến Hae-jun thì hiện tại anh đang giúp anh trai mình chuyển đến nhà mới. Nhưng sau khi lên đến căn hộ, dù đúng số nhà nhưng mật khẩu lại không thể mở được. Đang cặm cụi với ổ khóa điện tử thì bỗng cánh cửa bật ra. Ông chủ nhà thực sự nhảy ra mắng trong một trận vì cái tội làm phiền đến người khác như trộm vậy. Ki-eong Jun vẫn khăng khăng với quan điểm của mình. Anh đang làm cái quái gì trong nhà người khác vậy? Tên chủ nhà tức giận quát, đây chính là nhà tôi mà, cái thằng mất lịch sự này. Anh là người thứ năm tới đây cậy cửa và tự nhận đây là nhà mình đấy. Sao tôi không cáu và khó chịu được chứ? Sau đó anh ta còn cố chấp gọi lại cho môi giới nhà đất nhưng nhận lại là một câu nói quen thuộc của tổng đài. Số máy quý khách vừa gọi hiện không có tồn tại đâu thằng ngơ ha ha. Sau đó cả hai vội vàng đến sở cảnh sát. Mặc dù ông anh trai có con dấu bản sao giấy tờ nhà và hợp đồng cho thuê căn hộ 502 chủ nhà là Won Nam Hee tất cả đều rất chuẩn chỉ từng khâu một. Nhưng đáng tiếc một điều là tên thằng lừa trùng tên với chủ nhà. Và thế là Ki-eong Jun đã bị lừa một quả quá đẹp. Tôi đến khi đang làm việc ở trong trường quay cùng Hae-hyo, Jong Ha bất ngờ nhận được một tin nhắn lạ. Hóa ra đó lại là tin mừng vô cùng vui. Một trong những cơ hội cực kỳ quan trọng mà cô vẫn chưa nhận ra. Bức thư đó được gửi từ Lee Jung-su bên mạng đa kênh hàng đầu thế giới. Tôi là giám đốc phát triển đối tác tổ Hàn Quốc Lee Jung-su. Còn Hyo sau khi diễn xong không biết vì chuyện gì mà anh mang theo khuôn mặt buồn bã chạy khỏi trường quay. Anh nhớ lại những lời nói của Jong Ha ngày trước. Tôi là fan của Hae-jun, đừng nói với anh ấy nhé. Giờ lại càng thích hơn nhỉ, tôi biết cậu ấy tuyệt lắm mà. Thì ra anh chàng này đang chạy theo tìm nữ chính Jong Ha. Nó như một hành động mà trái tim mách bảo rằng hãy chạy theo cô ấy đi nhanh lên. Hãy đến và nói ra nỗi lòng của bản thân mình đi chàng trai. Đúng, ông tướng này cũng thích cô bé dễ thương Jong Ha rồi. Bên này sau khi hai anh em cùng nhau trở về,
Đến cửa nhà rồi nhưng ông anh trai vẫn không dám vào vì còn mặt mũi nào mà nhìn mặt mọi người trong nhà nữa. Hai người đang lớn tiếng cãi nhau trước cổng thì bị bố vô tình đi ra bắt gặp. Bố vô cùng ngạc nhiên khi thấy con trai trưởng chuyển nhà chưa sống được nửa ngày đã về rồi. Sau khi biết chuyện con trai cả bị lừa, cả ông và mẹ đều trách mắng ông anh trai vì tội sĩ diện hão. Chỉ duy nhất có mình ông bố là luôn bênh vực mù quáng ông con trai cả thôi. Nữ chính sau khi nhận được lời mời hợp tác lớn quá vui mừng nên cô đã tự quay lại vlog của bản thân. Cô chia sẻ với mọi người rằng hôm nay cô đã nhận được lời mời hợp tác từ MCN. Hiện tại cô vẫn chưa biết nên phát triển kênh này một mình hay là hợp tác cùng với người khác. Sau khi gặp đối tác cô sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người. Cô không ngờ cô và người xem đã đồng hành cùng nhau được 3 tháng. Lúc này cô đang nung nấu một ý định to lớn. Chuyện của Jongha đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn trong các vlog sau. Sáng hôm nay tại công ty, bà chị quản lý Minje vô cùng tức giận vì lỡ mất cơ hội của Haejun. Sắp tới có một bộ phim truyền hình y khoa của diễn viên nổi tiếng Lee Hyun-soo và vai anh sắp thử cho bộ phim đó chính là một bác sĩ nội trú nam nhất. Buổi đọc kịch bản đã kết thúc, tuần sau là quay rồi. Nếu được chọn thì quả là tốt biết mấy. Nhưng Haejun hơi hoang mang vì phim y khoa thì phải học từ chuyên ngành và phải chuẩn bị nhiều lắm. Phim thì chủ yếu nói về tình cảm thôi mà vai bác sĩ của em không cần làm gì nhiều, chỉ cần lẽo đẽo theo Lee Hyun-soo và nói em thích chị lắm là được. Nếu vào được cùng khung hình với Lee Hyun-soo thì độ nổi tiếng sẽ tăng lên gấp trăm lần luôn. Bên này, nữ chính Jongha cũng đang đi gặp đối tác để nói về sự phát triển của bản thân cũng như kênh của mình. Sau buổi phỏng vấn sáng nay, không ngờ trong lúc ăn mì tôm thì chị quản lý Minje lại nhận được lời mời rằng ngày mai cô hãy dẫn Haejun lên đài truyền hình nhé. Sau khi nghe tin, cơn khùng điên của cô lại nổi lên. Haejun sau khi biết được tin vô cùng tốt này cũng rất chi là vui luôn. Sau đó anh muốn báo ngay cho cô người yêu Jongha. Anh hẹn cô tới trước cửa hàng tiện lợi, nói hôm nay anh có chuyện nhất định phải nói với em yêu. Anh có vai diễn trong phim rồi, mà còn là phim Gateway đang nổi tiếng nhé. Hai người dắt tay nhau vui vẻ đi dạo. Rất nhanh đã bắt đầu cảnh quay đầu tiên. Về khả năng diễn xuất thì phải nói diễn xuất của Haejun quá hoàn hảo, nhưng lúc đáp lời thoại với diễn viên Haejun lại đột nhiên quên thoại. Nam chính Haejun liên tục xin lỗi mọi người xung quanh về điều này. Không sao đâu, thuật ngữ y học quả thực rất khó nhớ, mà những thứ này có thể khiến não của chúng ta bị choáng váng luôn đấy. Nhưng tiền bối chị vẫn ghi nhớ nó một cách hoàn hảo đấy ạ. Khi cùng quay với hậu bối chị sẽ cố gắng thể hiện một cách tốt nhất, nếu không thì sẽ mất mặt lắm. Em cũng sẽ thông qua điều này mà tiến bộ rất nhanh đó. Buổi tối sau khi quay phim xong, Jung Soo chuẩn bị ra về thì đi ngang qua thấy Haejun đang ngồi trên mặt đất không ngừng ghi chép. Cô bước đến hỏi Haejun tại sao quay phim xong vẫn chưa về nhà. Bởi vì em làm chưa tốt nên không thể rời đi. Vậy em muốn ở đây học thuộc đến bao giờ thế? Dạ đến khi bộ phim bắt đầu quay vào tuần tới. Jung Soo nghe được câu nói của Haejun thì vô cùng ngạc nhiên. Haejun à, trở về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi chút đi, sau đó hãy tự mô phỏng cảnh quay tiếp theo trong đầu mình. Trong lần quay phim thứ hai, kỹ năng diễn xuất của Haejun bùng nổ, như thể đã thực sự hóa thân vào nhân vật cậu trai trẻ ở trong bệnh viện vậy. Cậu làm sao có thể đạt được như vậy, thật khiến người ta sợ hãi mà. Bộ phim nhanh chóng được phát sóng trên các kênh truyền hình. Ông nội và mẹ ở nhà xem TV nhìn thấy cậu con trai cưng Haejun trên truyền hình đều không nhịn được cười phá lên vì vui mừng cho anh. Hôm nay cặp đôi chim di của chúng ta lại có thêm một cuộc hẹn khác. Hai người ôm nhau ríu rít trên ghế đá dưới bóng cây ven đường. Đang thắm thiết mặn nồng thì Jongha kêu đói với Haejun. Anh cũng thế, em muốn ăn gì nào? Không được ăn đêm sẽ béo đó. Anh cũng phải biết lo cho cơ thể mình nhé. Không sao đâu, anh lúc nào chẳng lo ấy mà. Rằng co qua lại, cuối cùng thì anh người yêu cũng thuyết phục được Jongha đi cùng. Đến tiệm bánh, vì hai người quá phân vân không biết chọn loại nào cả nên Haejun đã đề nghị mua loại bánh mà ông bạn thân Haehyo quảng cáo. Lúc đang tụt huyết áp thì ăn donut là hợp lý nhất. Nhưng em bảo sẽ không chọn nó vì sợ béo mà. Không được mang chuyện cũ ra vặn vẹo em. Vậy em sẽ chọn cà phê. Mặc dù uống nó bây giờ sẽ không ngủ được nhưng cứ lấy cà phê đi. Thật không công bằng mà. Tại sao em phải uống sữa còn anh lại uống theo ý mình chứ? Không phải là quá áp đặt à? Sau đó ông tướng Haejun to gan chê Jongha yêu kiểu xến xúa. Nhưng cô lại nói vì em trẻ con nên mới thích yêu đương kiểu trẻ con đó. Lúc yêu đương em không muốn phải theo kiểu quá thực tế vì từ nhỏ đã phải sống quá thực dụng rồi. Đồng ý luôn, nếu em muốn thì hãy làm thế nhé. Anh không phải ghét điều đó mà là khó có thể làm được, chúng càng yêu thì sẽ càng có cảm giác có trách nhiệm hơn mà. Em quả là may mắn khi được hẹn hò với người tốt như anh. Sắp tới khi anh diễn tiếp vai người bác sĩ trẻ với tính cách sành điệu cần nhuộm tóc thì em có đồng ý không? Diễn viên Haejun nổi tiếng như anh đây lại còn có bạn gái là chuyên viên trang điểm thì phải làm được chừng đó chứ. Quá đơn giản là đằng khác. Em đây cũng đã được thăng cấp lên chuyên viên chính thức rồi. Mọi người còn bảo em lên cấp vô cùng nhanh hơn hẳn những thành viên khác trong trụ sở. Khi ở bên cạnh em, anh có cảm giác cực kỳ thoải mái và ổn định. Sáng hôm sau, Haejun được bà quản lý Minje Tóc Xoăn gọi đến nhà cung cấp thêm tài liệu y học phục vụ cho vai diễn của anh. Mặc dù phim nam chính đóng có hơi cũ nhưng cái đó không quan trọng bằng việc dùng ánh mắt và tình cảm của nhân vật. Bà quản lý lại mách cho anh một việc. Em sắp đóng phim mới rồi còn phải đi gặp thêm cánh nhà báo nữa. Giờ là lúc anh cần tạo thêm thật nhiều mối quan hệ. Nam chính Haejun của chúng ta không chỉ đẹp trai tài giỏi mà còn rất chăm chỉ siêng năng, tìm tòi học tập thêm rất nhiều kiến thức ngoài nữa. Ông anh trai của Haejun khi ở công ty thường xuyên bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng. Đến cả bà quản lý cũng tỏ ra khó chịu, chê bai đủ điều và còn rất hay vặn vẹo soi mói về công việc anh đang làm. Sau giờ làm, bà ta cùng hai cậu đồng nghiệp hay nói xấu kia đi về cùng nhau nhưng lại bắt gặp Haejun đang đứng đợi anh trai mình. Do tuổi cao mà vẫn chưa có lấy một mối tình nên căn bệnh mê trai vẫn nổi lên. Bà bị vẻ bề ngoài thanh mảnh cùng khuôn mặt vô cùng đẹp trai khôi ngô tuấn tú của anh làm cho mê mẩn.
Sau khi thấy cậu đẹp trai vẫy tay gọi cấp dưới của mình đến, bà ta ngỡ ngàng nhanh chân chạy đến hỏi han làm quen. Ngay sau khi nghe thấy anh trai He Jun hãnh diện nhận đây là em trai mình, bà quản lý vô cùng bất ngờ. Không ngờ một người xấu trai như anh lại có ông em trai quá ngon nghẻ như vậy. Ông anh trai vẫn đang bực chuyện lúc nãy nên đã lôi em trai đi trước ánh nhìn dõi theo thể hiện sự thèm thuồng của bà quản lý. Ở quán nhậu, ông anh buồn bã tâm sự với He Jun rằng em trai anh đúng là sướng thật, ai nhìn thấy sự đẹp trai của em cũng đều thích cả. He Jun nghe thấy liền an ủi, anh đang nói gì vậy? Anh không biết là bố đã khoe khắp nơi khi có thằng con cả rất thông minh sao, nhưng học giỏi cũng đâu thể dán bảng điểm lên mặt được. Cũng như làm ở công ty tốt thì đâu thể khoe danh thiếp nơi đó. Đẹp trai như He Jun nhà ta là sướng nhất rồi. Chỉ cần khôi ngô tuấn tú một chút thì đồng nghĩa với việc sẽ được đối xử tốt biết bao nhiêu. Nên biết ơn gương mặt của em đi nhé em trai mình ơi. Có cái mặt đẹp thế này mà cứ lông bông là sai trái lắm đấy. Anh nghĩ em trai He Jun của anh trưởng thành thật rồi. Anh cũng rất tự hào về chú. Sau khi vất vả đưa anh trai say xỉn của mình về nhà, He Jun còn bị bố quay sang mắng chửi. Thật là quá bất công mà. Dù không có được tình cảm của bố nhưng hiện tại sự nghiệp của He Jun đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Vai diễn anh bác sĩ của nam chính He Jun dạo này đang hot dần dần trên mọi kênh truyền hình. Nhà nhà đều biết về độ diễn xuất cực kỳ đỉnh và khuôn mặt mới mẻ này. Đến cả mấy bà đang đi sông hơi cũng phải bảo nhau tranh thủ xem từng tập của bộ phim anh đang đóng. Sau buổi quay tại phim trường, He Jun nhận được vô vàn lời khen từ mọi người. Đến cậu diễn viên phụ quay cùng cũng nói là mẹ em lúc nào cũng khen anh rất đẹp trai đó. Mẹ em còn thích anh xuất hiện nhiều hơn cả em nữa. Không những thế, khi xuống tận sảnh rồi nhưng He Jun vẫn được bác sĩ tại bệnh viện chạy tới vội xin chữ ký. Dù chỉ có một người chủ động tới xin chữ ký của anh thôi nhưng chuyện này đã đánh dấu một bước tiến mới đối với He Jun. Chuyện này cũng tiếp thêm sự tự tin mạnh mẽ cho anh. À không, tôi đã nhầm các ông ạ. Trong cảnh quay tiếp theo, hàng trăm fan nữ nhao nhao chạy tới xin chữ ký của He Jun. Dòng người ào đến đông như ong vỡ tổ. Min Jae đứng ở bên cạnh không giấu được sự vui sướng tột độ. Dù đang rất nổi tiếng là vậy nhưng He Jun luôn mang trong mình độ giản dị và tính cách khiêm tốn nhất định. Anh vẫn tự lái chiếc ô tô con lon ton đến đón người yêu Jong Ha của mình như thường ngày. Cô rất thắc mắc rằng bây giờ anh đã là người nổi tiếng rồi thì chị quản lý Min Jae nên đưa đón nghệ sĩ của mình mới phải chứ. Không sao, hiện tại công ty của anh còn nhỏ lắm, nghệ sĩ còn chưa có xe riêng. Nhưng chắc là sắp có rồi, chỉ là xe đang trên đường tới thôi. Ở ngoài thì thân mật là vậy nhưng khi đến chỗ làm của Jong Ha thì cả hai lại tỏ ra không quen nhau. Cũng vì sự nghiệp của He Jun đang lên đến đỉnh cao nên chuyện yêu đương giấu giếm cũng là điều dễ hiểu. Lúc này nữ chính đã phạm phải sai lầm trong khi trang điểm khiến khách khó chịu. Bà khách này cũng quá đáng lắm cơ. Mặc dù Jong Ha đã xin lỗi hết lời nhưng vẫn đánh đá lớn tiếng quát cô. Sự cố này khiến cho mọi người đều nhìn cô với ánh mắt phán xét. Lúc này Jong Ha cảm xúc lẫn lộn, vừa tủi nhục vừa xấu hổ nhưng lại không thể khóc. Anh người yêu He Jun đứng sau đã chứng kiến được tất cả sự việc. Anh cực kỳ thương xót cô công chúa nhỏ của mình. Anh quyết định tới an ủi cô mặc cho sẽ lộ mối quan hệ của hai người. May sao He Jun đã được một cô nhân viên ngăn lại. Cô gái này là người bạn thân nhất cũng là người đối xử tốt nhất với Jong Ha. Cô gái rất hiểu Jong Ha nên cô đã nói với He Jun rằng nếu Jong Ha biết chuyện cô bị sỉ nhục đã bị bạn trai thấy hết thì cô sẽ buồn hơn nó. Tuy gặp phải sự cố lớn với khách hàng nhưng giám đốc không hề trách móc mà còn dễ dàng tha thứ cho cô. Bà còn mỉm cười nhẹ nhàng bảo cô đi đâu đó giải khuây rồi hãy quay lại làm việc. Ôi chuyện này là thật à? Hóa ra Jong Ha được giám đốc quan tâm như vậy vì cô đã thu hút được anh người yêu diễn viên nổi tiếng He Jun đến đây. Bà dặn Jong Ha đừng để tuột mất He Jun vì cứ với đà này thì chẳng bao lâu sau anh sẽ trở thành khách VIP. Sau đó nữ chính đã nghe lời giám đốc tới quán cà phê ăn chơi thư giãn một lúc. Vừa tới cửa quán cô vô tình bắt gặp mụ khách hàng khó tính vừa nãy và cô đồng nghiệp hay bắt nạt Jong Ha. Hóa ra hai người này đã bày mưu tính kế hãm hại nữ chính của chúng ta. Đang mải mồm năm miệng 10 nói xấu sau lưng Jong Ha thì cô bất ngờ đi tới bắt tại trận. Quả là giơ cái mặt. Sau đó Jong Ha tức tối cầm lấy cốc nước trên bàn đổ lên đầu mụ đồng nghiệp. Xem được cảnh này tôi cảm thấy đã cái nư quá anh em ơi. Jong Ha bắt đầu dạy dỗ cô ta bằng những lời nói cay đắng. Chắc cô luôn lấy lý do ghét tôi để bản thân cố gắng nhiều hơn nhỉ. Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao cô lại vô cớ ghét tôi như vậy. Tôi nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng hòa đồng thì cô sẽ hết ghét tôi nên tôi vẫn còn một chút hy vọng với cô. Nghe thấy vậy cô ta định ngoạc mồm ra cãi nhưng Jong Ha không cho cô ta cơ hội. Jong Ha cầm nốt cốc nước còn lại lên trực tiếp đổ lên đầu cô ta. Hai con mụ này vì quá nhục nhã với những người xung quanh nên chẳng biết nói gì. Nam chính He Jun của chúng ta hình như đang được chọn cho chiến dịch quảng cáo mỹ phẩm nổi tiếng. Đây quả là một tin tốt đối với anh. Sau những thành công nam chính liên tục đạt được, anh đã tự thưởng cho bản thân một con xe sang. He Jun tự tin đánh con xe sang xịn mịn sang đón cô người yêu Jong Ha của mình. Quả đúng với câu nếu em bên anh lúc khó khăn thì khi anh giàu có mọi thứ đều thuộc về em. Hai người đưa nhau đến công viên đi dạo hẹn hò. Rồi tự nhiên bầu trời bỗng dưng đổ cơn mưa nặng hạt. Ngày trước Jong Ha phải cùng He Jun chạy vội dưới cơn mưa tầm tã nhưng bây giờ hai người đã không phải chịu khổ như vậy nữa rồi. Giờ đây nơi cả hai người trú mưa là ở trong con xe mới đắt tiền của anh yêu He Jun. Ngồi trong xe sang ngắm nhìn trời mưa thì dù có mưa to đến đâu vẫn thấy đẹp. Sau đó Jong Ha và He Jun nắm tay nhau nhảy múa dưới mưa rất vui vẻ. Trời mưa khiến Jong Ha nhớ lại ngày nhỏ các bạn cùng trang lứa đều được mẹ mang ô đến đón. Với trẻ em những chiếc ô ngày mưa tượng trưng cho sự bảo vệ của bố mẹ. Sau khi lớn lên cô chẳng còn mong ai đem ô tới cho mình. Bố nói năm đó bố đã đứng nhìn theo cho tới khi cô đi khuất. Lẽ ra ông không nên đứng nhìn theo mà phải chạy theo mới phải. Điều gì cũng phải rõ ràng thì trẻ con mới hiểu. Kết thúc dòng hồi tưởng hai người cùng nhau chạy lên xe.
Nhìn Hae Jun tay chân lóng ngóng bật máy sưởi, Jong Ha bật cười. Sáng hôm sau, Hae Jun dậy sớm tập thể dục, vừa chạy anh vừa hỏi Min Jae rằng cô đã hẹn đạo diễn của bộ phim Nhà Vua trở về chưa. Min Jae lại nói cô không thích bộ phim đó, cô muốn bộ phim tiếp theo Hae Jun đóng phải là phim tình cảm. Hae Jun lại hỏi lịch trình hôm nay thế nào. Min Jae đáp anh sẽ đi làm tóc lúc 11 giờ, lên Our New lúc 2 giờ và quay quảng cáo lúc 5 giờ chiều. Anh đề nghị để Jong Ha trang điểm cho anh vì anh cảm thấy bản thân chưa đủ nổi tiếng. Min Jae nghe vậy thì bật cười nói chỉ cần em đóng xong bộ phim Xin lỗi vì yêu em thì em sẽ lập tức nổi hơn cồn. Nói chuyện xong định quay về thì Hae Jun thấy ông nội đang tập thể dục. Ông nói anh phải nổi tiếng hơn nữa để chứng minh bố mình sai. Thằng nhóc đó chẳng biết gì về ngành này cả. Bố của Hae Jun đang xem bộ phim mà anh đóng thì bị mẹ anh bắt gặp. Bà trêu ông rằng có người bảo bộ phim này nhảm nhí vậy mà ngày nào cũng xem. Ông xấu hổ vội vàng phủ nhận. Jong Ha đang đi làm thì nhận được điện thoại của người muốn xem nhà. Nhưng Jong Ha lại nói mình chỉ cho xem nhà vào ngoài giờ hành chính mà thôi. Đồng nghiệp đứng ở một bên nghe thấy vậy thì hỏi Jong Ha bán nhà sao? Cô từng nói căn nhà là cả cuộc đời cô mà vậy tại sao cô lại bán? Jong Ha thản nhiên đáp cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cô muốn nghỉ việc sau đó tự mở salon riêng vì vậy cô cần tiền. Cô đồng nghiệp cho rằng dù Jin Ju có quái thai ngâm giấm như thế nào thì cô cũng không nên tự hủy hoại cuộc đời mình. Cô lo sợ Jong Ha sẽ rơi vào hoàn cảnh một phút bốc đồng cả đời bốc cứt. Jong Ha nói cô làm vậy không phải bốc đồng cũng không phải tự hủy hoại cuộc đời mình. Cô đã suy nghĩ rất lâu rồi, chỉ là giờ mới đưa ra quyết định. Đưa ra quyết định rất khó nên một khi đã quyết định rồi thì nhất định phải thực hiện. Nghe vậy đồng nghiệp hỏi cô đã nói với Hae Jun chưa? Jong Ha hồn nhiên đáp cô muốn cô và anh có một tình yêu vui vẻ. Mà điều đầu tiên để vui vẻ đó là không chia sẻ cuộc sống riêng tư. Cô đề nghị đồng nghiệp giữ bí mật cho tới khi cô tự mình nói với giám đốc chuyện này. Lúc này Jin U bạn của Hae Jun đang cãi nhau với bạn gái. Anh cho rằng cô bạn gái khiến anh cảm thấy nhục con nhà bà nhã. Anh không hiểu anh đã làm gì sai để rồi ra nông nỗi này. Nếu có sai thì có lẽ là do anh quá quý trọng cô, luôn đứng trên lập trường của cô để suy nghĩ. Vì vậy lúc nào cô cũng trong trạng thái được voi đòi hai bà trưng. Bạn gái nói anh say rồi đừng lèo nhèo nói ra những lời khiến bản thân phải hối hận. Nhưng lúc này Jin U đã say ngoắc cần câu. Anh nói với cô bạn gái rằng em nghĩ anh vẫn còn yêu em nhiều đến thế à? Cô bạn gái nghe vậy thì tủi thân khóc một dòng sông. Jin U không nhịn được lại ôm cô tình nhân bé nhỏ vào lòng, sau đó hai người lại trải qua một đêm ân ái mặn nồng. Khi Hae Jun đến gặp Min Jae, cô đặt cốc nước xuống hỏi anh sao lại đẹp trai như thế hả? Lần nào gặp cũng giật cả mình. Sau đó Min Jae nói cô đã hẹn đạo diễn của bộ phim Nhà Vua trở về. Nghe vậy Hae Jun cười rất tươi, anh biết chắc là sẽ như vậy mà. Sau đó hai người rủ Jong Ha đi ăn. Nhìn thấy Jong Ha ăn mì tương đen vui vẻ, Hae Jun bất giác nở nụ cười. Min Jae bảo rằng mì hải sản ngon hơn nhiều nhưng anh lại nói mình thích mì tương đen hơn. Thấy thức ăn dính trên miệng Jong Ha, Hae Jun lấy giấy nhẹ nhàng lau cho cô. Min Jae tức giận quát hai đứa thấy chị ăn chưa đủ no nên phát thêm cơm chó cho chị đấy hả? Hae Jun ngây thơ vô số tội nói bọn em có làm gì đâu. Sau đó hai đứa trẻ to xác quay ra nhìn nhau nhún vai tỏ vẻ không hiểu gì. Min Jae hỏi Jong Ha có muốn làm người trang điểm riêng cho Hae Jun không. Jong Ha rất bất ngờ khi nhận được lời đề nghị này. Hae Jun đang ăn cũng ngẩng đầu lên hóng chuyện. Nhưng Jong Ha nói chuyện này cô không thể tự ý quyết định được. Hơn nữa cô đang phụ trách trang điểm riêng cho Hae Hyo nên phải hỏi qua ý kiến của anh ấy nữa. Min Jae lại nói nếu cô đồng ý làm thợ trang điểm của Hae Jun thì sự nghiệp của cô sẽ lên như diều gặp gió. Jong Ha lại cảm thấy nếu làm vậy thì sẽ rối rắm như đường tình duyên của mấy đứa bạn thân. Sau đó cô chào tạm biệt hai người rồi rời đi. Về tới văn phòng, Jong Ha gặp Jin Ju ở phòng thay đồ. Jong Ha thẳng thắn nói việc ghét Jin Ju là phí phạm cảm xúc của bản thân, vì vậy cô mong Jin Ju có thể hợp tác cho tới lúc cô rời đi. Nghe vậy Jin Ju liền quay lại hỏi Jong Ha muốn cô ta làm cái gì. Jong Ha nói cô phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người, chuyện cô gây ra thì cô phải xử lý. Nhưng Jin Ju biết một điều nhịn là chín điều nhục, thà cô bị đổ nước lên đầu còn hơn. Nghe thế cô ta liền quay lại hỏi bằng cách nào Jong Ha bảo xin lỗi tôi trước mặt mọi người ở đây. Jin Ju từ chối lời đề nghị của Jong Ha. Jong Ha cứ ở lại đây làm việc đi, cô chịu đựng được. Nói xong Jin Ju quay người bỏ đi. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, Hae Jun tâm sự rằng khi còn làm người mẫu anh luôn có khao khát trở thành diễn viên. Tuy chỉ theo học một năm nhưng chuyên ngành của anh là diễn xuất. Phóng viên nói nếu Hae Jun tham gia bộ phim Xin lỗi vì yêu em thì người người nhà nhà đều biết đến tên anh. Mới đó mà đã được đóng phim của biên kịch lớn, anh may mắn thật. Nghe vậy Hae Jun lại nhìn người quản lý của mình. Thấy vậy họ cũng đã đoán được anh sẽ từ chối, định hỏi thêm nhưng lại bị Min Jae cắt ngang. Đang phỏng vấn thì anh nhận được điện thoại của ông nội. Sau khi nhận được tin mừng từ ông nội, Hae Jun vui vẻ rời đi để lại chị quản lý và cô phóng viên. Khi anh về tới nhà, ông nội đưa anh một chiếc phong bì nói ông muốn kiếm tiền để đãi cả nhà ăn ngon. Hae Jun đã đưa lại ông chiếc phong bì nói không, vẫn chưa kiếm được tiền mà. Ông lại nói nếu kiếm được tiền ông sẽ mua đồ ăn ngon thật là ngon, còn đây là số tiền ông đã để dành cho đứa cháu đít nổi của ông. Hai ông cháu nhìn nhau bật cười. Mẹ Hae Jun bỗng chạy vào hỏi ông nội đặt pizza sao. Hai ông cháu gác lại câu chuyện ra phòng khách cùng mọi người. Trên bàn ăn cả nhà quây quần bên nhau. Trong bữa ăn không còn không khí nặng nề như những ngày trước nữa. Tại đây ông nội cũng thông báo chuyện ông đã được chọn làm người mẫu quảng cáo. Cả nhà mắt chữ O mồm chữ A há hốc mồm nhìn nhau. Khi bố Hae Jun lo lắng ông nội lại bị lừa, Hae Jun vội vàng trấn an cả nhà rằng đó là học viện uy tín. Học viện đó còn có cả công ty người mẫu. Nhưng bố Hae Jun vẫn ngang như cua đã vậy còn thở ra những lời rất khó nghe khiến ông nội rất buồn. Không khí cứ như vậy mà lại trùng xuống.
Thấy ông buồn, Hae-jun nói ông đã cho con 70.000 won để trả tiền PR, còn bố đã làm gì để ủng hộ con chưa, bố đã từng động viên con chưa. Thẹn quá hóa giận, bố Hae-jun nói anh đủ lông đủ cánh rồi, giỏi rồi nên không coi ông ra gì nữa. Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc trong sự ảm đạm. Hae-jun cùng ông nội bực tức bỏ về phòng của mình. Nửa đêm Jong-ha nhắn tin nói muốn gọi điện cho Hae-jun. Hae-jun sợ tiếng tin nhắn ồn sẽ ảnh hưởng tới ông nên đã ra phòng khách. Anh nói hiện anh không tiện nghe máy, sau đó liền hỏi cô ngày hôm nay đi gặp đối tác có ổn không. Jong-ha nói rằng cô rất thích giúp người khác tỏa sáng. Sau đó hai người vừa nhắn tin tám chuyện vừa cười như đời ươi ăn chuối suốt cả đêm. Sáng hôm sau Min Jae bất ngờ lái xe đến nhà Hae-jun đón anh đi làm. Chị nói từ nay chị sẽ đích thân lái xe đón ngôi sao xa đi làm mỗi ngày. Đúng lúc đó bố Hae-jun bước ra. Sau khi chào hỏi vài câu hai người lên xe đi mất hút, để lại bố Hae-jun đứng ngây ra nhìn. Kết thúc buổi họp báo ra mắt phim mới, mọi người đều chúc mừng vì Hae-jun đã có bài phát biểu rất hay. Bỗng dưng cửa hàng mỹ phẩm Jo-ha làm đại diện gửi hoa đến chúc mừng Hae-jun. Thấy vậy Jo-ha rất a cay con chim cú. Dựng ca chém thớt, anh ta quay sang gầm gừ như mắc bệnh hen suyễn với anh trợ lý đáng thương. Hae-hyo cũng sang chúc mừng cho người bạn thân nhất. Bốn người cười đùa với nhau rất vui vẻ. Hôm sau Jong-ha đi xem nhà, cô đã quyết định sẽ mở salon tại đó. Lúc về đã thấy bố cô đã chờ cô ở cửa tiện lợi gần đó. Hai bố con vui vẻ cùng nhau ăn mì. Cô bỗng hỏi bố biết vì sao cô lại thích đi cùng bố không? Bởi vì khi ở bên bố cô có thể làm mọi thứ mình thích. Điển hình như việc ăn mì, nếu là mẹ thì mẹ sẽ mắng cô té tát. Hai bố con lâu ngày gặp mặt nói chuyện rất vui vẻ. Về đến nhà Jong-ha nằm ườn ra ghế. Thấy vậy bố cô khuyên cô vào phòng ngủ cho thoải mái. Jong-ha lại nói cô chỉ muốn nằm ở đây nằm mãi như thế này. Ông bố cưng chiều cô để cô tùy ý muốn làm gì thì làm. Bố Jong-ha lo lắng sau khi bán nhà cô sẽ đi đâu về đâu. Jong-ha không quan tâm, hiện tại thứ cô cần nhất là tiền, còn chỗ ở thì từ từ rồi kiếm. Bố cô khuyên cô giữ lại căn nhà, còn tiền bố sẽ cho con. Nhưng quan điểm của Jong-ha là độc lập tự do tự lo thì mới hạnh phúc. Đây là cuộc đời của cô muốn tự lo hơn nữa, cô không muốn bản thân trở thành gánh nặng của bố. Nghe thấy vậy ông liền quỳ xuống rồi rơi nước mắt. Bố mẹ giúp con cái là chuyện dĩ nhiên, vì sao Jong-ha bé nhỏ nhà chúng ta lại nghĩ đó là gánh nặng chứ? Ông nghĩ Jong-ha đang muốn đẩy ông ra xa. Mỗi lần Jong-ha làm như vậy ông lại có cảm giác cô đang trừng phạt ông. Miệng Jong-ha lúc nào cũng nói thích bố, yêu bố, nhưng trong lòng thì chưa thể tha thứ cho ông bố tồi này. Thấy vậy Jong-ha chỉ đành ôm lấy ông rồi dỗ dành đủ thứ. Bên này Hae-jun đang tạo được tiếng vang rất tốt trong bộ phim vừa công chiếu. Trên mạng có vô số những cơn mưa lời khen cho anh. Ngay cả quản lý Min Jae cũng rất chi là phấn khích. Thấy vậy Hae-jun cũng cạn lời. Trong buổi lễ trao giải, giải nam diễn viên phim ngắn xuất sắc nhất đã gọi tên Hae-jun. Hae-jun vô cùng bất ngờ, anh không dám tin vào tai mình. Gia đình và bạn bè cũng rất vui mừng cho anh. Duy chỉ có mình Jo-ha là cảm thấy ghen tức. Hắn không ngờ ngày Hae-jun vượt mặt hắn tới nhanh như vậy. Hae-jun bước lên bục nhận giải trong tiếng vỗ tay reo hò của rất nhiều người. Hae-jun nói một năm trước anh mới chỉ là một diễn viên không có tên tuổi, vừa đi diễn vừa phải đi làm bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi. Suốt quãng thời gian đó người luôn ủng hộ anh chính là ông nội, vì vậy anh rất biết ơn ông. Sau đó anh lôi hết lòng dạ của mình ra chân thành cảm ơn mọi người. Sáng hôm sau Jong-ha dậy nấu ăn từ sớm vì có bố tới chơi. Cô làm hẳn một bàn tiệc nhỏ để chiêu đãi bố. Đang chuẩn bị ăn thì Jong-ha nhận được cuộc điện thoại chào buổi sáng từ anh yêu Hae-jun. Anh lo lắng vì mãi cô không rep tin nhắn của anh. Sau đó anh dặn công chúa nhỏ hãy ăn thật nhiều để lấy sức làm việc. Ông bố ngờ ngợ hỏi Jong-ha có bạn trai rồi à, sao không thấy kể với bố gì cả. Hiện tại bố muốn hỏi con rất nhiều thứ nhưng mà bố sẽ không hỏi đường đột như vậy đâu. Jong-ha cảm ơn bố vì đã hiểu cho cô. Bố biết sẽ có ngày Jong-ha kể tất cả mọi chuyện cho bố nghe. Chốc nữa ông sẽ nói cho Jong-ha biết lý do ông tới tìm con gái là gì. Bên này nam chính Hae-jun đang phấn khởi gọi điện cho ông nội. Sau đó anh ngay lập tức nhận được điện thoại từ cô người yêu cũ Ji-a của anh. Cô ả gọi tới vì muốn ve vãn anh. Đúng kiểu khi ta bước trên đỉnh vinh quang của sự thành công thì tình cũ không rủ cũng tự xách mông tới. Nhưng mà không nha. Tất nhiên là Hae-jun không thèm quan tâm mà ngược lại còn khinh bỉ không hết. Còn Jong-ha ở nhà lúc này được bố cho một khoản tiền tiết kiệm lớn. Ông nói số tiền này ông dự định sẽ đưa Jong-ha khi cô kết hôn. Nếu cô không nhận thì ông sẽ rất giận. Thật ra bố Jong-ha đã quay lại với nghề họa sĩ từ vài năm trước nhưng do xấu hổ nên ông không dám nói với Jong-ha. Sắp tới ông cũng sắp mở một triển lãm lớn nữa. Con biết vì sao bố đã chọn vẽ lại không? Vì bố muốn con thấy bố đã chăm chỉ sống với đam mê của mình đến cuối đời như thế nào đó. Bên phía Hae-hyo thì ngày hôm nay anh bỗng nhiên cũng được bố gọi tới nói chuyện. Anh rất bất ngờ vì có bao giờ ông ta thèm nói chuyện và quan tâm mình đâu chứ. Ông ta ngồi chễm chệ cầm máy tính bảng lướt các thành tích và phim Hae-hyo đóng thời gian vừa qua. Nhưng tin tức chỉ toàn là người mới. Won Hae-hyo biến đâu mất rồi. Hiện tại biểu đồ thành tích của anh quá kém. Độ nổi tiếng của anh cũng đang có xu hướng giảm đi. Diễn xuất của Hae-hyo thì lại bị mọi người chỉ trích. Sau đó ông bố đã mắng anh một trận. Ông nói rằng ông đã để Hae-hyo tùy ý làm những gì anh muốn nhưng có vẻ ông đã sai. Thời điểm hiện tại Hae-hyo nên đi nghĩa vụ quân sự là đúng đắn nhất. Ông khuyên anh nên từ bỏ nghề diễn viên vớ vẩn này. Nếu sự nghiệp của anh lệch hướng thì cuộc đời của ông cũng nhầm phương. Lúc nào ông ta cũng chỉ quan tâm đến thể diện hão của bản thân chứ không bao giờ quan tâm lo lắng cho Hae-hyo. Ở phim trường cổ trang nam chính Hae-jun đang giữ một lối diễn mới khá là lạ. Đang ngồi nói chuyện thì anh nhân viên chuyển đá bào rồi cả bánh đến cho đạo diễn và Hae-jun. Đi theo sau là cô người yêu cũ Ji-a. Độ ve vãn của cô nàng này cũng thuộc hàng đỉnh của chốt đó nha. Vậy mà cô dám mò tới tận phim trường để tìm Hae-jun.
Qua cuộc nói chuyện của Hae-jun và Jia có thể thấy Jia hãm thứ hai thì không ai chủ nhật. Hae-jun mong Jia sau này không làm như vậy nữa, anh sẽ cảm thấy có lỗi với cô người yêu bé bỏng nếu đi cùng Jia. Jia thấy người có vợ rồi cũng không khó khăn như anh, nhưng Hae-jun đã quá hiểu con mẹ này rồi. Cô toàn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi quay lại làm thân. Người sinh Jia ra là bố mẹ nhưng người hiểu tính xấu của cô là Hae-jun. Jia không ngờ bây giờ Hae-jun có thể buông những lời nói cay độc như vậy nhưng mà cô vẫn rất thích. Jia nài nỉ Hae-jun cho cô cơ hội làm bạn với anh. Hae-jun đưa Jia 10.000 nói cô về mua rũa mà rũa lại cái nết của mình đi. Nghĩ gì mà chia tay rồi còn đòi quay lại làm bạn vậy trời. Sau đó anh thẳng thắn đuổi cô nàng về. Tối đến khi Hae-jun và Jong-ha ăn tối tại nhà riêng của Jong-ha, cô nói rằng cô sẽ nghỉ làm. Cô dự định sẽ tự mở một salon riêng cho riêng mình. Salon sẽ nằm ở phường Muli vì nơi đó giá thành phải chăng và có rất nhiều khách qua lại. Hơn nữa cô cũng sẽ bán cái nhà này. Hae-jun khen người yêu bé nhỏ của anh quá là giỏi. Anh luôn đứng sau ủng hộ em, làm hậu phương vững chắc cho em. Trên xe buýt về nhà, Hae-jun thảnh thơi ngồi lướt báo mạng đọc những thành tích anh đã đạt được gần đây. Hôm sau khi đang hú hí với Jong-ha thì đột nhiên Hae-jun được bà chị quản lý Min-jae báo cho một tin vô cùng tốt. Hae-jun đã được nhận làm MC cho lễ trao giải cuối năm. Hơn nữa anh còn là ứng cử viên cho giải diễn viên xuất sắc nhất năm. Hai ngày nữa sẽ diễn ra buổi lễ trao giải. Nghe thấy tin tức tốt như vậy, Hae-jun sửng sốt không nói lên lời. Jong-ha sau khi nghe được tin này cũng rất mừng cho anh người yêu. Ngay sau đó buổi lễ trao giải đã diễn ra. Jong-ha kẻ thù không đội quần chung với anh cũng là một trong những diễn viên được bình chọn. Trước khi buổi lễ trao giải diễn ra, anh ta liên tục thúc giục quản lý đi nghe ngóng xem người đoạt giải liệu có phải là mình không. Tae-su không ngừng an ủi Jong-ha. Vì sao cậu lại hạ thấp bản thân mình để so sánh với một đứa diễn viên mới nổi như Hae-jun? Mặc dù dạo gần đây Hae-jun hot hòn hot trên mọi phương tiện truyền thông nhưng về năng lực diễn xuất chắc chắn Hae-jun không thể nào bằng cậu được. Khi lễ trao giải diễn ra, anh MC điển trai đứng trên bục hô vang tên người được nhận giải. Hai người bẽ mặt muốn đội vài cái quần bởi người lên bục nhận giải chính là anh chàng Hae-jun của chúng ta. Sau khi lễ trao giải kết thúc, chị Min-jae vui mừng phát điên lên. Cô vui mừng gọi điện cho Hae-jun kêu anh nhanh chóng quay về công ty để ăn mừng. Nhưng Hae-jun vừa tới tầng hầm của công ty thì cảnh sát bỗng nhiên gọi điện đến. Khi Hae-jun vẫn còn là người mẫu, nhà thiết kế nổi tiếng Chắc Lee Jung đã đánh giá rất cao anh, vì vậy ông ta luôn giúp đỡ anh. Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc, Hae-jun nhận ra mục đích giúp đỡ của nhà thiết kế này rất ghê tởm. Vì vậy anh đã cắt đứt quan hệ với Chắc Lee Jung và không muốn tiếp tục nhận sự giúp đỡ của ông. Mà bây giờ chính thời điểm Hae-jun đang vô cùng nổi tiếng, khi anh đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thì ông ta lại đột nhiên thiệt mạng ngay trong nhà mình. Hơn nữa trước khi ra đi, theo tiếng gọi của Diêm Vương, ông ta còn gọi cho Hae-jun mới đau. Vì vậy Hae-jun đã được cảnh sát triệu tập tới đồn cảnh sát uống nước chè. Sau khi cung cấp lời khai cho cảnh sát, Hae-jun hiên ngang bước ra khỏi cửa. Nhưng lúc này anh đã bị phóng viên Kim vô tình bắt gặp. Trên xe, quản lý Min-jae điên cuồng quát mắng Hae-jun: "Em còn không hiểu hiện tại em đang ở đâu à? Bây giờ em đang là một diễn viên nổi tiếng, đến cả công ty truyền thông nổi tiếng Hollywood của đạo diễn Mark cũng muốn hợp tác với em. Họ nói lần này qua Hàn Quốc họ muốn gặp em, là đạo diễn nổi tiếng thế giới muốn được gặp em đó. Đó là một cơ hội ngàn năm có một để có thể thay đổi cuộc đời của em. Nhưng hiện tại thì hay rồi, em có biết có bao nhiêu người đang mong em thất bại không? Trên mạng đang có rất nhiều bình luận ác ý về mối quan hệ của em và Chắc Lee Jung, vậy mà em còn cho họ thêm cơ hội để nói xấu em." Nhưng Hae-jun nói mặc dù có nhiều người mong anh thất bại nhưng cũng có rất nhiều người luôn ủng hộ anh. Anh luôn tin thế giới này rất thiện lương, vì vậy anh mới có thể trở thành ngôi sao. "Chị nhìn quá trình đi lên của em đi, là kỳ tích không thể giải thích được. Em rất hiểu tấm lòng của chị, cũng rất biết ơn chị đã lo cho em. Nhưng em muốn đưa tiễn thầy nên chị hãy hiểu cho em đi." Sau đó cô phóng viên kia lập tức tìm đến người quản lý cũ của Hae-jun là Tae-su. Cô muốn moi thông tin về chuyện Hae-jun và nhà thiết kế nổi tiếng Chắc Lee Jung đã từng hẹn hò. Tae-su đắc ý nói: "Tại sao cô cứ hỏi những câu hỏi thẳng thừng như vậy? Anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Cô muốn tôi phải trả lời như thế nào đây? Vậy thì hãy theo một cách kịch tính đi. Tôi muốn sau này đổi nghề chuyển sang làm biên tập viên truyền hình." Cứ như thế hai người họ đã lên một kế hoạch tẩy chay nam chính Hae-jun của chúng ta trước cộng đồng mạng. Ngày hôm nay cũng là ngày cô nàng dễ thương Jong-ha của chúng ta khai trương thẩm mỹ viện riêng của mình. Đứng trước toàn thể học viên, Jong-ha tự tin giới thiệu: "Tôi là chuyên viên trang điểm Jong-ha, người phụ trách bài giảng ngày hôm nay." Đúng kiểu gió tầng nào gặp mây tầng nấy, Jong-ha cũng đang cố gắng từng ngày để đạt được những thành tựu mới. Có như vậy thì cô mới có thể tự tin sánh vai bên anh người yêu Hae-jun của cô. Lúc này Hae-jun cũng đang cùng chị quản lý Min-jae đi gặp một đối tác lớn từ nước ngoài. Ông ta tên Iam, là một trong những đạo diễn nổi tiếng thế giới. "Giờ tôi mới nhận ra Hae-jun không chỉ đẹp trai mà còn có khả năng nói tiếng Anh nhanh như chó, à nhầm, nhanh như gió." Anh ngồi trước mặt đạo diễn Iam giới thiệu qua khả năng của bản thân cũng như cảm nhận của anh về những bộ phim anh đã đóng. Anh nói trong tất cả những bộ phim của đạo diễn, anh thích nhất là bộ Iceland. Anh thích cách Iam lồng ghép vào phim những câu hỏi căn bản về việc làm người. Đạo diễn Iam lập tức đề nghị hợp tác với Hae-jun vào dự án sắp tới. Anh muốn hợp tác với Hae-jun từ khâu phát triển kịch bản. Ngay khi có bản nháp tóm tắt nội dung, anh sẽ ngay lập tức gửi cho Hae-jun. Nhưng hiện tại trên sóng truyền hình đang phát sóng một bản tin trực tiếp. Cuối cùng cái chết của nhà thiết kế Chắc Lee Jung đã được kết luận là do ông ta làm liều. Nhưng bí mật về chuyện tình cảm lạnh của ông và diễn viên nổi tiếng Hae-jun cũng đã bị lộ. Chuyện này cũng là tâm điểm của cuộc bàn tán. Cô phóng viên điều giả này nói: "Đúng vậy, Chắc Lee Jung đã có rất nhiều tin đồn tình ái với người mẫu nam. Một trong số đó có nam diễn viên mới nổi Sa Hae-jun. Khi đang di chuyển trên xe, Hae-jun cũng nhận được tin xấu.
Rất nhiều bài báo đã viết nội dung công kích anh. Trên YouTube cũng đang rất hot một video của một nam YouTuber vô nhân đạo với chủ đề Hae Jun chính là nguyên nhân khiến cho nhà thiết kế thời trang Charlie Jung tìm đường về với đất mẹ. Không chỉ thế, tên biến thái này còn phát sóng một buổi livestream. Số lượt xem còn đạt được hơn 100.000 lượt view nữa chứ, thật khốn nạn. Đó có thể là một cú sốc lớn với Hae Jun. Làm siêu sao nổi tiếng đúng là sướng thật. Nhưng khi tai họa ập đến, chúng ta có thể mất trắng và sống cả đời cùng nhiều tai tiếng. Bà chị Min Jae bây giờ đang bối rối không biết phải giải quyết việc này như thế nào. Tae Soo cũng đã nói ra hết những mưu hành kế bẩn ông ta đã làm. Đã vậy, ông ta còn cho rằng Min Jae không thể giải quyết những chuyện Hae Jun đang gặp phải. Hae Jun càng nổi tiếng thì vấn đề anh gặp phải càng lớn. Tae Soo muốn Min Jae giao Hae Jun lại cho anh. Chẳng phải Hae Jun đang hẹn hò với một chuyên viên trang điểm sao? Tae Soo đưa cho Min Jae một gợi ý. Chỉ cần cô tiết lộ chuyện Hae Jun và Jong Ha yêu nhau là được. Làm như vậy ít ra cũng giúp Hae Jun thoát được tin đồn đồng tính. Nếu không xử lý kịp thời mà để dân cư mận bàn tán xôn xao thì sẽ khó lòng giải quyết. Một trong số những cách kiếm tiền thì lợi dụng tên tuổi người khác là phương pháp dễ dàng nhất. Vì tên tuổi của người nổi tiếng là tài sản chung của mọi người mà. Sau đó quả nhiên Min Jae đã đến tìm nữ chính Jong Ha. Min Jae nói mọi chuyện sẽ lắng xuống nếu chuyện Hae Jun có bạn gái được tiết lộ. Nhưng Hae Jun đã lập tức từ chối vì nếu làm vậy sẽ gây áp lực cho người yêu anh. Hae Jun và Hae Hyo đang nói chuyện với nhau thì Jia gọi tới. Anh nói với cô rằng anh muốn nói chuyện với Hae Hyo trước. Anh nói với người bạn thân của mình rằng cô ta như thế đã đành, còn cậu nên nói với tớ trước khi cô ta đi gặp phóng viên chứ. Hae Hyo lại trách anh đã thay đổi rồi. Nếu là cậu của ngày xưa thì trước hết sẽ biết ơn người có thiện chí giúp mình. Hae Jun lại bảo rằng cậu không nghĩ tớ sẽ giận vì phải nhận ơn huệ sao. Hai người cứ thế mà cãi nhau to. Hae Hyo bực tức rời đi. Min Jae ngồi bên cạnh cảm thán như vậy mà không đấm nhau à, hai đứa tử tế quá. Tối đó Hae Hyo gặp Jia tại một nhà hàng sang trọng. Jia hỏi Hae Hyo còn thích bạn gái của Hae Jun à. Hae Hyo nghe vậy cũng sa mạc lời. Cô ta mỉa mai anh nên kiềm chế cảm xúc nếu không sẽ bị Hae Jun phát hiện. Sau đó Jia nói nếu cô không có được Hae Jun thì Hae Hyo đừng hòng có được cô gái anh yêu. Mối quan hệ của cô và Hae Jun tốt đẹp hơn chính là việc tốt cho Hae Hyo. Hae Hyo cũng đắn đo suy nghĩ, nhưng anh vẫn cho rằng Jong Ha không phải loại người có thể hẹn hò với bất kỳ ai. Cho dù cô có chia tay với Hae Jun thì anh cũng chưa chắc đã có cơ hội. Nhưng Jia chỉ cười khẩy nhờ Hae Hyo đặt lịch hẹn với phóng viên VnOur News giúp cô. Sau đó cô tới văn phòng của Hae Jun tìm gặp anh. Hae Jun nói thẳng anh không muốn Jia bước chân vào cuộc đời anh thêm một lần nào nữa. Jia lại thản nhiên đáp cô luôn đi ngược ý anh để thử thách tình yêu của anh. Nhưng Hae Jun không muốn điều đó. Anh đã bị thử thách quá nhiều và anh không thể chịu đựng thêm nữa. Sau đó anh lặng im ngồi nghe cô ta luyên thuyên nhưng trong lòng cũng không thèm nghĩ đến nữa. Tối đó lúc Jong Ha đang phát sóng trực tiếp muốn bày tỏ cảm xúc với người yêu của mình thì Hae Jun gọi tới. Cô đành xin phép mọi người tạm dừng để nhận điện thoại. Sau khi nói chuyện xong, tâm trạng nặng nề hơn hẳn, đáng buồn hơn là mọi người đã rời đi để xem tin tức mới mà anh vừa báo cho cô. Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, cô mở đoạn phỏng vấn của Jia ra xem. Lúc này trong lòng cô ngổn ngang trăm thứ cảm xúc. Sau khi uống rượu với Jin U, Hae Jun tới nhà Jong Ha tìm cô. Anh nói rằng mấy đứa trách anh vì lo hẹn hò mà bỏ bê bạn bè. Jong Ha cũng nói rằng Hae Hyo cũng nói thế. Lúc chiều cậu ấy mới đến studio của em. Em biết ơn lắm khi cậu ấy đã giúp em hẹn gặp một nữ minh tinh. Em sẽ chuẩn bị thật kỹ để được trang điểm riêng cho cô ấy. Sau khi nói chuyện công việc xong, hai người lại nói những lời tình cảm ngọt ngào. Hôm sau khi quay xong, Hae Jun nghe thấy bạn diễn đang than thở về chuyện chuyên viên trang điểm của cô đã nghỉ việc để sinh em bé. Mặc dù cô đã tuyển chuyên viên trang điểm mới nhưng người này trang điểm không được kỹ lắm. Hae Jun nhanh tay nhanh mắt hỏi cô có cần anh đề cử cho một cô chuyên viên trang điểm vừa giỏi vừa đáng yêu không. Nghe vậy cô diễn viên liền đoán được người Hae Jun muốn đề cử là bạn gái của anh. Cô trêu chọc cao thủ không bằng tranh thủ. Sau đó hai người tiếp tục bàn về công việc rất vui vẻ. Hôm sau là cảnh quay của Hae Hyo và Hae Jun. Trong lúc được nghỉ giải lao, ba người đã tìm chỗ vắng vẻ để tâm sự. Hae Jun cảm thán được quay cùng nhau thích thật, còn Hae Hyo lại bảo rằng đừng lợi dụng tớ để hẹn hò chứ. Nhưng phải để Jong Ha ở bên tớ thì mới hẹn hò được. Ba người đang vui vẻ cười đùa thì Seo U gọi tới. Cô trêu Hae Hyo rằng nhớ chăm sóc bạn trai Hae Jun của mình cho tốt, khiến Jong Ha nghe được cũng rất tủi thân và buồn phiền. Tối đó trên đường về, nhận ra tâm trạng của Jong Ha không tốt nên Hae Hyo đã tìm chuyện để nói với cô. Anh đề nghị đưa cô về nhà nhưng cô đã từ chối và nói mình đi xe buýt được. Hae Hyo bảo ngày mai Hae Jun bận rồi, cậu ấy phải ra sân bay để đến buổi họp fan. Hôm sau lúc Jong Ha đi trang điểm về thì trời mưa to. Cô đành trú tạm ở một trạm xe buýt, sau đó mở máy gọi Hae Jun. Nhưng Hae Jun đang ở trên máy bay nên anh không thể bắt máy. Đang buồn rầu thì Hae Hyo xuất hiện đưa ô cho cô, sau đó anh chở cô về nhà. Trên xe hai người không ai nói với ai câu gì, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Về đến nhà, Jong Ha mời Hae Hyo vào nhà nhưng anh có vẻ rất ngượng ngùng. Thấy vậy cô bảo anh cứ tự nhiên như thể nhà bạn mình. Ngồi uống trà, Hae Hyo đùa nói hôm nay anh được biệt đãi quá. Jong Ha phản bác bộ bình thường tôi bạc đãi cậu lắm hả? Anh cảm ơn cô vì đã gọi cho anh lúc mệt mỏi. Jong Ha vội giải thích hôm nay tinh thần của cô không được tỉnh táo nên đã đi quá giới hạn. Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên gọi cậu. Câu nói ấy khiến cho tâm trạng của Hae Hyo chìm xuống đáy của xã hội. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc nói rằng tôi làm thế vì cậu là bạn gái của Hae Jun chứ tôi không có ý gì khác. Jong Ha cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hai người lại trao đổi về công việc khiến cho bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn.
Hôm sau, Min Jae rất bực mình vì Hae Jun lại dính phải tin đồn tình cảm với Seo U. Cô đã nhanh chóng đính chính tin đồn. Hae Jun sợ Jong Ha sẽ buồn khi thấy bảng tin đó nên sau khi về nước anh đã lập tức tới gặp cô. Hae Jun giải thích anh và Seo U chỉ là bạn diễn bình thường không hơn không kém. Jong Ha cũng rất tin tưởng anh. Vì bộ phim rất nổi tiếng nên chuyện anh và Seo U có tin đồn tình ái là điều dễ hiểu. Dạo này Jong Ha không dám đọc báo lá cải vì sợ rằng sau khi đọc xong sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng. Hae Jun khen bạn gái làm rất tốt. Hai người đang hàn huyên tâm sự thì trợ lý giục anh về vì sắp trễ giờ. Anh đành chào tạm biệt cô rồi đến trường quay. Thấy anh bận rộn như vậy, cô an ủi anh rằng em chỉ tin những gì anh nói và những gì em thấy về anh nên anh đừng tự làm mình mệt mỏi. Hae Jun nói một ngày gần nhất sẽ hẹn Jong Ha đi ăn cùng mẹ anh vì bà rất muốn gặp cô, sau đó rời đi. Min Jae đang soạn hợp đồng mới với Hae Jun thì giám đốc cũ tới. Hắn nói hắn đã giúp cô ngăn đám phóng viên viết bài Hae Jun đang yêu đương lén lút với một cô chuyên viên trang điểm. Min Jae không hiểu sao hắn lại làm như vậy. Tay giám đốc thản nhiên nói hắn muốn làm thân với Hae Jun, hy vọng Min Jae có thể nói tốt cho hắn và hẹn gặp Hae Jun giúp hắn. Min Jae cười khẩy nói giờ Hae Jun đã là ngôi sao nổi tiếng. Hắn cho rằng ngôi sao cũng chỉ là trên hợp đồng mà thôi, nhưng Min Jae từ chối thẳng. Biết không thuyết phục được Min Jae, tên giám đốc đã tới tìm anh trai của Hae Jun. Sau khi nghe hắn bợ đít vài câu kèm theo đó là những đãi ngộ siêu tốt, anh trai Hae Jun có vẻ đã siêu lòng. Hae Jun quay xong trở về văn phòng đã thấy Min Jae soạn sẵn hợp đồng cho mình. Cô bảo rằng điều chị ghét nhất là câu nệ quan hệ trong công việc. Sau khi nghĩ ngợi, cô lại nói rằng chị chỉ đang gồng thôi chứ thật ra chị run lắm, em mà đòi đi là chị giữ lại liền. Thấy vậy Hae Jun chỉ cười và tập trung vào hợp đồng. Hae Hyo đang lái xe về thì nhận được điện thoại của Jong Ha. Cô cảm ơn anh vì nhờ anh nói tốt nên cô diễn viên đó rất là thân thiện. Sau đó nhận ra anh có vẻ không vui nên cô đã hỏi thăm nhưng anh chỉ bảo mình không có chuyện gì. Anh nói cô lần sau làm tốt hơn và nhớ tạo thiện cảm với Hae Ji. Jong Ha bảo rằng tôi biết mà sẽ không làm mất mặt cậu đâu. Hae Hyo nói cô chỉ cần cứ là chính cô thôi, làm mất mặt anh cũng không sao cả. Đúng là hot boy si tình. Về nhà, Hae Hyo mệt mỏi nằm ra giường nhớ lại những lời mẹ đã nói. Bà nói lượng người theo dõi trên top top của anh chỉ là ảo thôi. Những thứ thật sự tồn tại chính là khi lên sân khấu sẽ được tung hô như Hae Jun. Hae Hyo tức điên lên. Sự mệt mỏi và bất lực xâm chiếm toàn bộ tâm trí và cơ thể anh. Về đến nhà, Hae Jun lười biếng nằm ườn ra như một chú mèo nhỏ. Anh muốn được nằm mãi như này, chẳng muốn làm gì cả, chẳng muốn đi đâu cả. Bỗng dưng mẹ cất tiếng xin lỗi khiến anh khó hiểu ngồi bật dậy. Bà nói chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy con là mẹ lại thấy có lỗi. Anh nói với mẹ rằng đời con đã thay đổi nhờ sự xuất hiện của hai người phụ nữ. Trong lúc bà còn đang thầm vui mừng nghĩ là mẹ và Jong Ha nhỉ thì anh nói rằng là chị Min Jae và Jong Ha khiến bà rất cụt hứng. Sao lại không phải mẹ và Jong Ha? Thấy mẹ như vậy, anh an ủi bà rằng mẹ là mẹ con nên mẹ đã có vị trí riêng trong đời con rồi. Câu nói đó làm cho bà rất vui nhưng vẫn cảm thấy tự ti. Mẹ Hae Hyo làm đủ thứ cho thằng bé còn mẹ chẳng làm được gì cho con. Khi Hae Jun nói chuyện với anh trai thì anh trai anh có nhắc tới chuyện anh đã gặp tay giám đốc cũ của Hae Jun. Anh trai khuyên Hae Jun ký hợp đồng với công ty của tay giám đốc cũ. Hae Jun nghe vậy giận tím cả người. Hai anh em lại cãi nhau một trận trời long đất lở. Hae Hyo đang ngồi xem bộ phim mới của Hae Jun thì mẹ anh vui vẻ bước vào. Anh hỏi mẹ thuê người tăng lượt theo dõi à? Nhận được câu trả lời thừa nhận của mẹ, anh cảm thấy rất mệt mỏi. Anh hỏi tại sao lại làm như vậy, con được lợi gì về chuyện này? Mẹ anh không ngần ngại mà đáp luôn, độ phổ biến được giới trẻ quan tâm chính là điểm cộng cho tân binh như con khi đi thử vai. Anh chất vấn bà chỉ vì lợi ích nhỏ bé đó mà vứt đi tôn nghiêm của con mình có đáng không? Anh nói anh sẽ tự đứng trên chính đôi chân của mình và hy vọng mẹ tôn trọng điều đó. Anh cảm thấy rất xấu hổ nhục nhã khi mẹ làm như vậy. Từ giờ sao anh có thể ngẩng cao đầu sống, sao anh dám nhìn mặt người khác nữa? Sau đó anh bật khóc nức nở. Về phòng, mẹ Hae Hyo trút hết mọi bực tức lên người ông chồng đang nằm ngủ vắt lưỡi của mình. Bà trách ông lúc đó vì sao không để Hae Hyo học trường tư mà lại để thằng bé học trường công. Bây giờ thì cuộc đời của Hae Hyo coi như xong rồi. Vừa nói bà vừa dùng gối đập mạnh vào người chồng. Bên này Jong Ha đang nghiên cứu thì Hae Hyo gọi điện tới. Anh nói anh đang đứng trước cửa nhà cô và cần được cô an ủi. Hai người cùng nhau ngồi ở công viên. Anh nói anh chỉ cần cô ở bên cạnh anh nên cô không cần nói gì cả. Lúc sau cô hỏi anh đã về nhà được chưa vì cô buồn ngủ rồi. Hae Hyo nói hai người chỉ mới ra ngồi một lúc thôi mà. Jong Ha phản bác lại rằng đã hơn một tiếng rồi. Biết cô chán nên anh đã đề nghị đi về. Cô bảo ngồi đó rất chán bởi vì cậu không chịu nói gì nhưng anh lại bảo rằng mình không có hứng nói. Jong Ha không hiểu không có hứng còn gọi cô ra làm gì. Không phải vì anh lâu nay luôn tốt với cô thì đến cái bóng cô anh cũng không thấy. Hae Hyo lại hỏi bấy lâu nay anh tốt với cô như vậy mà cô chỉ có thể dành cho anh 30 phút thôi sao. Jong Ha tức giận quay người bỏ đi. Đúng là cách dỗ người độc lạ. Hôm sau khi đang trên xe, Hae Jun nói với Min Jae rằng anh muốn qua chỗ giám đốc Tae Soo vì hắn dám động đến anh trai anh. Đến nơi anh cảnh cáo hắn không được động đến người nhà anh nếu không muốn rước họa vào thân. Tae Soo không hiểu anh đang nói gì vì lúc hắn đưa tiền hối lộ anh trai, Hae Jun không hề nhận. Anh nói anh đã từng bị lừa nên rất nhạy cảm. Lúc này Hae Jun mới biết mình đã trách nhầm anh trai. Anh quay về mặc cho hắn ta lải nhải huyên thuyên một mình. Sau đó Hae Jun gọi anh trai để xin lỗi về chuyện đó nhưng anh trai cáu gắt nói anh hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi rồi tắt máy. Lúc này Jong Ha đang đến phỏng vấn trang điểm cho diễn viên Hae Ji mà Hae Hyo đã giới thiệu. Không ngờ rằng cô chưa kịp làm gì mà cô ấy đã đồng ý. Hae Ji nói cô tin tưởng vào khả năng nhìn người của Hae Hyo nhưng Jong Ha lại bảo không được vì mình muốn được chọn dựa vào năng lực.
Cuộc phỏng vấn diễn ra thuận lợi khiến Jong Ha rất vui. Sau đó cô liền gọi điện để cảm ơn Hae Hyo. Đang ngồi trên xe buýt thì Hae Jun gọi cho cô. Có vẻ như Hae Jun đang giận dỗi Jong Ha chuyện gì đó nhưng cô không quan tâm mà nói mình đang ngồi trên xe buýt rất ổn, sau đó tắt điện thoại. Hae Jun lẩm bẩm oán thán nói cứ như anh chưa đi xe buýt bao giờ vậy, sau đó không nhịn được mà lại nhắn tin cho cô. Khi Jong Ha về nhà đã thấy Hae Jun tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước trên ghế sofa chờ cô khiến cô rất bất ngờ. Bỗng nhớ đến lời của chị Min Jae, Jong Ha rất lo lắng. Nhận ra sự lo âu trên gương mặt cô, Hae Jun đã ôm Jong Ha vào lòng và nói anh chọn cô thay vì ăn cơm. Nghe vậy cô liền bảo anh phải ăn cơm đi chứ mà sắp tới cũng đừng đến nữa, coi chừng phóng viên bám theo. Cô lo sợ mọi người sẽ biết chuyện của hai người. Nhưng Hae Jun không quan tâm, nếu bị phát hiện thì anh sẽ công khai mối quan hệ của hai người. Jong Ha nói rằng đầu tiên là tình cũ rồi lại đến ngôi sao hàng đầu Seoul. Nếu bây giờ công khai chuyện của hai người chắc chắn mọi người sẽ nghĩ cô là kẻ thứ ba. Nhưng Hae Jun lại cho rằng nếu bây giờ họ công khai thì hai người sẽ không phải e dè khi hẹn hò. Nghe vậy Jong Ha nhìn anh một cái rồi nói họ sẽ đem máy ảnh đi theo để đăng tin ta hẹn hò. Lỡ chúng ta chia tay thì làm sao? Nghe vậy anh rất không vui mà hỏi ngược lại cô. Hae Jun trách mắng Jong Ha rằng vì sao khi có chuyện cô không gọi anh mà lại gọi Hae Hyo. Jong Ha làm vậy vì cô biết người yêu mình rất bận rộn. Nhưng dù có bận đến đâu anh cũng chưa bao giờ bỏ qua tin nhắn của em mà. Không những thế lúc nào anh cũng cố dành thời gian để gặp cô. Jong Ha biết dù bận chết đi được anh vẫn luôn cố hết sức nhưng hiện tại cô cũng vì anh mà hết sức cố gắng. Vì cả hai chỉ có thể gặp một lát nên lúc nào cô cũng cố gắng để anh cảm thấy thoải mái hơn, lúc nào cô cũng cố làm anh vui. Jong Ha hồn nhiên hỏi Hae Jun hiện tại anh có đang hạnh phúc không? Cái gì anh cũng đạt được rồi, sự nghiệp lại còn lên cao hơn anh mong đợi nữa. Anh cũng đang rất giống bố chúng ta để kiếm tiền mang về nuôi gia đình mà chỉ mải làm việc không có thời gian sống cho mình. Hae Jun nhẹ nhàng xin lỗi cô vì không nghĩ rằng cô cũng đang cố gắng để khớp lịch với anh. Hae Jun cũng không nên để tâm nhiều quá bởi cô nàng Jong Ha dễ thương cũng biết sự nỗ lực của anh còn khó hơn bản thân rất nhiều. Nhưng không may câu nói đó lại làm cho Hae Jun đau lòng. Anh mong rằng khi Jong Ha quen anh thì cô sẽ là người tự do và vui vẻ nhất nhưng bây giờ cô lại vì anh mà bị hạn chế nhiều thứ. Không sao cả, thay vào đó cô có tình yêu của Sa Hae Jun mà. Tại công ty, nam chính bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ giám đốc Lee Tae-soo. Ông cho rằng bây giờ là lúc Hae Jun cần ông giúp. Hae Jun à, cậu có biết nội dung của tờ báo ngày mai là gì không? Sau đó Tae-soo khăng khăng muốn tới gặp anh. Nhưng Hae Jun nói rằng dù không biết nội dung của bài báo đó là gì và sẽ ảnh hưởng đến anh như thế nào nhưng anh chắc chắn không cần đến sự giúp đỡ của Tae-soo. Anh biết nhận sự giúp đỡ của Tae-soo thì anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Hôm nay nam chính Hae Jun được diễn cùng anh bạn thân Hae Hyo. Nhưng không hiểu Hae Hyo có chuyện gì buồn mà rất phân tâm. Hai người phải diễn đi diễn lại rất nhiều lần nhưng Hae Hyo vẫn không thuộc thoại mặc dù cảnh này là một trong những đoạn dễ nhất của phim. Trong giờ nghỉ giải lao Hae Jun hỏi đi hỏi lại Hae Hyo rằng cậu có chuyện gì à? Nhưng Hae Hyo vẫn không trả lời câu nào, chỉ im lặng đứng một góc buồn bã. Hae Jun khuyên Hae Hyo hãy nói ra, nếu có thể giúp anh sẽ giúp hết mình. Nhưng không, Hae Hyo cương quyết không cần. Hae Hyo nói Hae Jun đừng làm vậy vì như thế anh rất xấu hổ, nhất là khi ở trước mặt Hae Jun. Hae Hyo thấy rất tự ti nên không thể đối mặt với Hae Jun. Sáng hôm sau khi quay xong, Hae Jun cùng đồng nghiệp đi ra ngoài. Anh vô tình ngước lên nhìn thấy tấm biển điện tử có nội dung người cuối cùng mà nhà thiết kế thời trang Chak Lee Jung gọi chính là nam diễn viên nổi tiếng Sa Hae Jun. Hae Jun liền lộ ra ánh mắt tức giận sợ hãi. Chị Min Jae ở văn phòng cũng đang rất đau đầu vì từ sáng tới giờ điện thoại bản reo không ngớt. Ở nhà mọi người cũng đang cuống cuồng hết cả lên. Bố mẹ Hae Jun gọi cho anh không được, bèn gọi cho ông con trai cả xem tình hình như thế nào. Nhưng cuối cùng họ đành phải ngồi im chờ xem tình hình ra sao. Cô người yêu cũ Jia cũng đang cố gắng giúp đỡ Hae Jun hết sức, chắc vì muốn lấy lòng người yêu cũ. Tối đến Hae Jun quay trở lại công ty. Chị quản lý Min Jae đề nghị anh đưa ngay đoạn tin nhắn của anh với nhà thiết kế thời trang Chak Lee Jung cho cô xem để cô biết đừng còn lo liệu sự cố này. Sau đó chị muốn anh chụp màn hình lại để công khai với công chúng. Nhưng Hae Jun không muốn công khai vì muốn giữ lại chút danh dự cho thầy của mình. Chị Min Jae nói danh dự của người đồng tính sẽ không bị ảnh hưởng đâu, em cứ nghĩ như thế là sẽ có thành kiến ấy. Mấy tin nhắn này người bình thường cũng sẽ nhắn như vậy. Còn nữa, về phần người yêu Jong Ha của anh, chị quản lý khuyên Hae Jun hiện tại nên tạm thời phải cẩn thận khi gặp Jong Ha. Cô phóng viên Kim còn dọa sẽ đăng tin hai đứa đang hẹn hò. Nhưng vì tiếng gọi của trái tim, tiếng lòng của tình yêu mà ông tướng Hae Jun này vẫn cương quyết dặn tài xế hãy lách luật đưa anh đến chỗ Jong Ha. Anh hỏi cô tại sao em không bực khi không có anh ở bên cạnh. Jong Ha dịu dàng giải thích cô không muốn giống như bố mẹ ngày xưa tối ngày chỉ bực tức quá tháo lẫn nhau. Như vậy thì còn hẹn hò hay sống chung làm gì nữa? Nhà anh ngày nào cũng bực bội gắt gỏng với nhau nhưng mọi người vẫn chung sống bình thường. Có lẽ do Jong Ha từ nhỏ đã ám ảnh với mâu thuẫn xung quanh. Jong Ha mắng ngày trước cô chê anh cổ hủ nên giờ anh đang trả thù cô sao? Nhưng mâu thuẫn đâu phải lúc nào cũng xấu, đó cũng có thể là cơ hội để giúp chúng ta hiểu nhau hơn mà. Nhìn theo hướng tích cực là vậy, còn theo hướng tiêu cực sẽ là thù hận lẫn nhau đó. Hae Jun hoảng hốt dặn Jong Ha dù chúng ta có cãi nhau rất to cũng không thù hằn nhau có được không? Trong mối quan hệ của hai người lúc nào Hae Jun cũng giữ tư tưởng phải chăm sóc bảo vệ Jong Ha. Sau đó Hae Jun tạm biệt em yêu rồi về nhà. Trên đường đi, những suy nghĩ nặng trĩu trong đầu anh lại hiện lên. Tuyệt vọng và hy vọng cứ luân phiên nhau tìm đến. Đang đứng ngẩn ngơ nhìn về phương xa thì ông bạn thân Hae Hyo đi tới hỏi rằng sao muộn rồi mà không về nghỉ đi, cái thằng này. Hae Jun nói đúng là đứng ở đây thì không thể nhìn thấy nhà tớ đâu cả, nhưng đứng trên tầng thượng nhà tớ lại có thể nhìn thấy nhà của cậu. Dù cùng là một khu nhưng từ nhà cậu không thấy nhà tớ thì có thể xem như nhà tớ không còn tồn tại.
nhưng nhà tớ thì khác. Dù dặn lòng đừng bận tâm nhưng khi nhìn thấy ánh đèn rực sáng từ phía nhà cậu, mọi người lại ôm mộng muốn trở nên giàu có. Hồi lớp 9 tớ thấy xấu hổ với cậu lắm, nhưng cũng chính khi đó mà hai ta lại thân nhau hơn, cho nên cậu cũng không cần phải xấu hổ với tớ đâu. Sau đó Hye-hyo nói dù gia cảnh có như thế nào thì tớ vẫn muốn thắng cậu mà không cần ai giúp cả, vì cậu quá tài giỏi. Mẹ tớ đã nhúng tay quá nhiều vào cuộc đời tớ, làm cho bản thân tớ trở nên vênh váo. Hơn nữa tớ cũng đã ẩn tài khoản mạng xã hội bởi mẹ tớ còn kiểm soát cả nó nữa. Bố mẹ mới là vấn đề. Họ luôn nghĩ con cái xem mình là hoàn hảo. Sau khi Hye-jun về nhà thì những suy nghĩ buồn bã trong anh lại tiếp tục. Cuối cùng Hye-jun cũng có phòng riêng như anh hằng ao ước. Anh cần có phòng riêng để có thể khóc lóc thoải mái. Hye-jun khóc nức nở bởi những áp lực của cuộc sống. Anh cảm thấy rất hạnh phúc vì đã có nhà riêng và cũng không có ai làm phiền cả. Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, Hye-jun vẫn mặt dày đội mũ cải trang làm người thường rồi đi đến tiệm trang điểm của Jong-ha. Cô người yêu đề nghị do hôm nay mặt hơi sưng nên đắp mặt nạ để giảm sưng nhé anh yêu. Với cuộc sống bận bịu của cả hai hiện tại thì chỉ cần nói chuyện một chút thôi đã vui lắm rồi. Lúc này Min Jae-jia cùng đồng nghiệp của Jia đang tập trung ở văn phòng luật để giải quyết vụ kiện tụng tờ báo tung tin đồn vu khống Hye-jun. Đồng nghiệp của Jia đã xem qua bài báo và họ có thể kiện tòa soạn đó tội phỉ báng người khác. Căn cứ theo điều 307 bộ luật hình sự thì đây là tội xúc phạm người khác, nếu là phóng viên viết bài xúc phạm Hye-jun thì sẽ có thêm tội. Căn cứ theo điều 309 của bộ luật hình sự Hàn Quốc cũng như đạo luật mạng truyền thông, tòa soạn cho phép đăng bài này cũng phải chịu sự trách nhiệm lớn, nhưng họ phải kiện cá nhân trước vì như vậy mới có thể kiện lớn được. Hye-jun hẹn anh trai xuống phòng mình để nói chuyện. Anh mắng cho ông anh trai mình một trận rằng đừng có nói nhảm nữa. Anh hãy đối xử với em bình thường như trước thôi. Người mà anh chửi đấy hắn ta viết xong rồi lại bị chửi tiếp nên sắp bị kiện lần thứ hai rồi kìa. Phạm tội lần đầu thì chỉ cần nộp phạt, còn kẻ tái phạm thì có thể sẽ phải đi tù, nhưng vì anh mà có thể phải thương lượng với hắn. Hye-jun lại nói nếu hắn bị phạt thì anh cũng sẽ bị đó. Sau khi nghe thấy bị phạt tiền là ông anh này ngoan ngoãn nghe lời em trai viết thư xin lỗi bên kia ngay, ha ha ha. Hye-jun đang thay quần áo chuẩn bị đến phim trường thì bất ngờ nhận được tin từ chị quản lý Min-jae. Min-jae quát anh đừng tới gặp Jong-ha nữa, thằng danh này. Phóng viên Kim Su-man vừa đăng tin hai đứa hẹn hò đó đã vậy còn có ảnh chụp cận cảnh. Tin tức lan đi nhanh chóng. Hye-jun phải bồi thường vì đã vi phạm hợp đồng với đoàn diễn. Hình ảnh đẹp trước công chúng cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Điều này đã đi ngược lại các điều khoản đã thỏa thuận. Các thương hiệu lớn đã nộp đơn đòi bồi thường. Tổng số tiền phải trả có thể ước tính lên đến hàng trăm triệu won. Hye-jun đến cửa tiệm trang điểm của Jong-ha nhưng lại không gặp được cô. Lúc này cô đang ở quán cà phê gặp một người khác. Cô ta hỏi hai người quen nhau từ bao giờ nhưng Jong-ha đã phủ nhận. Hye-jun là khách quen của cô, hơn nữa hai người bằng tuổi nên rất hiểu nhau. Jong-ha nói hai người chỉ là bạn bình thường, nhưng cô gái đối diện muốn Jong-ha thừa nhận Hye-jun đã bỏ rơi cô. Điều đó khiến Jong-ha rất tức giận. Cô nói cô gái ngồi trước mặt lần sau muốn gặp thì hãy đặt lịch trước sau đó rời đi. Hye-jun chất vấn Min-jae vì sao đăng tin mà không hỏi ý kiến của anh. Min-jae giải thích rằng muốn phủ nhận thì phải nhanh tay, càng nhanh thì càng có lợi. Nghe vậy anh nói không cần hỏi ý em cũng được, nhưng chị đã báo trước với Jong-ha chưa, em không muốn cô ấy bị làm phiền vì mình. Nghe vậy Min-jae tức giận nói chị biết nhưng chị cũng phải làm việc của mình chứ. Chị là quản lý của em nên việc bảo vệ em là ưu tiên hàng đầu của chị. Hye-jun hiểu Min-jae làm vậy vì muốn tốt cho anh, nhưng anh muốn bảo vệ Jong-ha. Jong-ha mệt mỏi kéo lê thân thể về nhà, bỗng nhận được điện thoại của Hye-hyo. Anh nghe nói Hye-jun không gọi được cho cô nên muốn gọi hỏi thăm. Nghe vậy cô chỉ nói rằng mình sẽ gọi lại cho anh ấy. Đang rửa mặt Jong-ha bỗng dưng nhớ lại Hye-jun đã từng nói rằng tại sao yêu nhau mà phải xin lỗi. Anh tuyệt đối sẽ không vì muốn tốt cho đối phương mà nói lời xin lỗi. Khi đó hai người đã nghĩ quá đơn giản về tình yêu. Bọn họ không ngờ tình yêu bao hàm rất nhiều cảm xúc ở trong đó. Hye-jun không gọi được cho Jong-ha nên rất lo lắng. Về nhà anh gọi lại một lần nữa. Lúc này cô đã nghe máy khiến tâm trạng bất an của anh chợt bình tĩnh lại. Hye-jun trách yêu cô rằng khiến anh lo lắng như vậy, còn mình thì thoải mái quá nhỉ. Thấy anh như vậy cô chỉ biết cười trừ sau đó nói xin lỗi. Hye-jun nói muốn qua chỗ cô nhưng cô lại lấy cớ rằng mẹ mình đến rồi sau đó tắt máy. Hye-jun đang cố hết sức tô tô vẽ lên đôi giày vốn định tặng cho Jong-ha. Khi nhận được đôi giày Jong-ha rất bất ngờ. Mẹ cô trách cô vì sao không nói lại còn phủ nhận mối quan hệ của hai người. Thấy vậy Jong-ha bất lực nói mẹ vẫn không thay đổi nhỉ. Lúc nào mẹ cũng chỉ chăm chăm nhìn vào tiền tài danh vọng. Bà chơ chẽ nói nếu Jong-ha đã cho rằng bà là kẻ đào mỏ thì bà không cần giữ lại chút thể diện nào nữa. Đã như thế thì tao sẽ đào cho cạn cái mỏ này luôn cho rồi. Jong-ha nghe vậy bất lực không nói nên lời. Do tình hình ngày càng phức tạp nên chị quản lý Min-jae đã đưa ra một ý kiến táo bạo. Cô muốn Hye-jun công khai đoạn tin nhắn của anh và Charlie Jung. Như vậy sẽ giúp anh đảo ngược tình thế. Nhưng Hye-jun không cần vì bản thân anh vẫn có thể chịu tiếp được. Xong việc lần này Hye-jun sẽ nghỉ ngơi. Min-jae nghe thấy thì rất ngạc nhiên vì lúc bảo anh nghỉ thì lại không nghỉ. Có nhiều kịch bản gửi đến không xem qua à. Nhưng đúng là ông tướng Hye-jun này cũng không xem luôn. Sau đó cô nàng Jong-ha đã hẹn nam chính đến văn phòng vì có chuyện muốn nói. Không khí xung quanh hai người đang dần chìm xuống. Gặp em cũng khó khăn thật đấy. Xin lỗi anh vì đã để anh chờ. Không sao cả, em đã xin lỗi nhiều lần rồi. Cuối cùng thì cũng đã được gặp em, anh thấy vui lắm. Bây giờ anh muốn nghỉ ngơi rồi, anh cứ mãi làm việc vì cảm thấy bất an. Làm sao anh có thể đi xa thế nhỉ? Nhưng nhờ có sự chăm chỉ của bản thân nên anh mới có được vị trí như ngày hôm nay. Anh là người có lý trí và không bao giờ để ảnh hưởng đến ai cả. Anh cũng rất nhiệt huyết và diễn xuất của rất đỉnh. Nghe em nói thế anh vui lắm đó.
Cảm ơn em đã nhìn thấy và ghi nhận sự cố gắng của anh. Hôm nay chúng ta chỉ có nói lời cảm ơn mà không nên xin lỗi nhau nhỉ. Sau đó Jong Ha đã nói lời chia tay với chàng trai Hae-jun của chúng ta. Câu nói này như lưỡi dao xuyên qua tim Hae-jun. Anh cứng họng không nói nên lời. Một lúc sau mặt anh nhăn như khỉ hỏi cô tại sao lại làm như vậy. Jong Ha lấy cớ anh có từng nhớ hai người từng hứa tuyệt đối không được nói lời xin lỗi khi yêu không. Anh có biết từ khi quen em anh đã nói lời xin lỗi biết bao nhiêu lần rồi không? Mỗi lần anh xin lỗi chẳng hiểu sao em chỉ nghĩ đến chuyện anh đã chịu đau khổ như thế nào thôi. Sa Hae-jun mà em biết là một người luôn giữ lời hứa, vì thế em không muốn tiếp tục là người nhận tình cảm từ anh nữa. Em muốn trở về cuộc sống trước khi yêu anh. Giúp em gửi lời xin lỗi tới mẹ anh. Nói rồi Jong Ha lập tức đứng dậy ra về một mình mà không cần đến sự đưa đón của Hae-jun như mọi khi. Sự cố lần này cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Phóng viên Kim ngồi trước màn hình máy tính đọc được tin tức mới nhất vô cùng khó chịu bực tức. Hae-jun đã tiết lộ tin nhắn của nhà thiết kế thời trang Charlie Jun chứng tỏ tin đồn của phóng viên Kim hoàn toàn sai sự thật. Charlie Jun chính là người ngỏ lời nhưng diễn viên Hae-jun đã cự tuyệt. Hae-jun và Jin-woo đang nói chuyện với nhau tại công viên thì Hae-hyo đến. Thấy anh, Jin-woo bỗng giật mình quay sang hỏi Hae-jun đã gọi Hae-hyo ra hả? Thấy vậy Hae-hyo hỏi bực vì đã gọi tớ ra hả, còn Jin-woo đứng dậy đổi chỗ cho Hae-jun. Jin-woo bảo rằng mẹ của Hae-hyo thật đáng sợ, nhìn cậu tớ lại nhớ đến mẹ cậu, nghĩ đến hôm đó là muốn tè ra quần. Hae-hyo nói đã động đến em anh còn dám động đến mẹ anh, sau đó định xông lên tẩn cho Jin-woo một trận. Nhưng Hae-jun đã ngăn lại anh, biết Jin-woo chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì. Jin-woo nói cậu biết tớ bị Hae-na đánh mấy lần chưa, đúng là anh nào em nấy. Sau đó Jin-woo nói mình về nhà đây, bỏ lại Hae-jun và Hae-hyo ở đó. Thằng đó chắc bị mẹ tớ chửi cho một trận rồi, thế này thì làm sao quen Hae-ma tiếp. Hae-jun lại bảo hình như cậu ấy sụt cân rồi chắc không dễ dàng gì. Hae-hyo hỏi anh thật sự chia tay được với Jong Ha à? Hae-jun im lặng thật lâu rồi đáp tớ thấy nó cũng chưa giống sự thật, bọn tớ còn chưa gặp nhau mấy lần. Tớ nghĩ nếu bây giờ gọi cho cô ấy thì vẫn sẽ gặp được, nhưng như vậy thì có lỗi với Jong Ha quá. Hae-hyo an ủi chắc chắn Jong Ha muốn chia tay là vì tốt cho cậu. Nếu chọn cô ấy thì cậu phải hy sinh rất nhiều hoặc mất đi nhiều thứ. Nghe vậy Hae-jun chỉ bảo nhưng tớ cứ nghĩ mãi người mình yêu mà còn không bảo vệ được thì có thể an ủi được ai và có ý nghĩa với ai được chứ. Ai thật lòng yêu thương và ủng hộ tớ có lẽ sẽ tin tưởng rằng tớ sẽ bảo vệ họ như bảo vệ Jong Ha. Sự chân thành sẽ thắng nhỉ. Rồi Hae-jun lại nhớ đến đêm mưa hôm đó anh lái xe chở Jong Ha về, hai người không ai nói với ai câu gì. Hae-jun dừng xe lại ở một nơi vắng vẻ hỏi cô vẫn ổn chứ. Jong Ha đáp lại rằng mình đang cố gắng để ổn, sau đó chúc mừng anh vì thành công của bộ phim lần này. Nhìn thấy trời đã tạnh mưa, Jong Ha mở cửa xe bước xuống, Hae-jun thấy vậy cũng xuống theo. Anh hỏi cô sao em lại lẳng lặng kết thúc mối quan hệ như thế, ít ra cũng phải nói anh sai ở đâu để anh còn sửa chứ. Anh không làm gì sai hết, vậy tại sao lại chia tay, anh rất oan ức đấy. Muốn bảo vệ và chịu trách nhiệm với ai đó không phải là quan niệm lỗi thời mà là cảm xúc phổ biến của con người khi yêu. Jong Ha bảo anh có lòng lo lắng và chịu trách nhiệm với em nên em rất cảm ơn. Em xem nó là quan niệm lỗi thời vì nó khiến em muốn dựa vào anh. Em không thích sống dựa vào người khác bởi nó làm em nhớ đến mẹ. Em từng ghét những người khó đoán và chuyện này khiến em nhận ra mình cũng có thể là một người khó đoán. Em nhận ra mình đã trở thành loại người mà bản thân mình ghét nhất. Nghe vậy Hae-jun nói anh sẽ cố gắng thay đổi nhưng cô lại từ chối. Nhìn thấy Jong Ha cương quyết như vậy anh cũng không thể làm gì ngoài việc chấp nhận sự thật. Trong lúc Hae-jun đang xem lại bản hợp đồng thì mẹ mang cơm cuộn đến. Bà nói chờ Jong Ha bớt giận rồi sẽ tìm cách khác. Thấy thái độ bất thường của con trai, bà đã đoán ngay rằng hai người đã chia tay rồi bèn không nói gì nữa. Hae-hyo đến salon của Jong Ha gặp cô. Anh nói rằng mình sẽ nhập ngũ khiến cô bất ngờ trong giây lát rồi cũng bình tĩnh lại. Đến tối ba người bạn thân cùng nhau chơi bóng rổ vui vẻ. Chơi mệt rồi thì cùng nhau uống bia tâm sự. Hae-jun nói chắc có lẽ mình sẽ nhập ngũ. Hai khứa bạn thân của anh rất bất ngờ khi nghe được tin này. Jin-woo bảo lúc trước thì mãi không đi, giờ đi thì mất nhiều tiền lắm. Tại sao đột nhiên cậu đưa ra quyết định như vậy? Hae-hyo cũng cảm thấy như vậy. Anh khuyên Hae-jun rằng tiền chỉ là vấn đề nhỏ nhưng khi đi nghĩa vụ về thì Hae-jun cũng ngoài 30 rồi. Khi đó anh sẽ rất khó nhận mấy vai thanh xuân vườn trường. Sau đó Hae-jun lấy cớ ngày mai có lịch trình kín để trốn về. Hae-jun trèo lên sân thượng ngắm thành phố về đêm. Anh suy nghĩ giấc mơ của anh đã hoàn thành nhưng anh vẫn còn một việc cần làm. Mẹ Hae-jun đang nói với chồng rằng con trai yêu Hae-jun đang khuyên bà không nên đi làm nữa, phải làm sao đây? Bố Hae-jun thản nhiên nói thì nghỉ việc ở nhà chơi chứ còn sao nữa. Thằng bé đã giúp chúng ta trả nợ, đã vậy còn mua nhà cho bố mẹ, vì vậy chúng ta phải nghe lời thằng bé. Ông thật sự chấp nhận rồi nhỉ, tôi còn tưởng ông sẽ xấu hổ khi đã đối xử với nó như vậy. Bố Hae-jun bảo rằng cái gì nên công nhận thì phải công nhận. Hae-jun bỗng nói anh muốn họp gia đình, mọi người hãy chọn ngày rồi báo lại cho anh. Hae-hyo và Jin-woo đang ăn uống tại quán rượu. Hae-hyo nói với Jin-woo rằng nếu mẹ anh có làm gì quá đáng thì cho anh xin lỗi chứ đừng giận bà ấy làm gì. Nhưng Jin-woo đâu có dám giận vì đó là mẹ của Hae-na mà. Này cậu dám xem trọng Hae-na hơn tớ à? Dĩ nhiên chẳng nhẽ tớ lại xem trọng cậu hơn à? Nghe vậy Hae-hyo cũng cạn lời. Hai người vừa ăn vừa uống vừa hàn huyên đủ thứ chuyện. Hae-hyo về phòng thấy em gái đang ở đó xem TV. Anh nói rằng mình vừa đi gặp Jin-woo về khiến thái độ của cô thay đổi 360 độ. Cô nói rằng em biết anh chịu ảnh hưởng từ mẹ và bị mẹ chi phối. Hae-hyo nói rằng quyết định như thế nào là việc của hai đứa, còn anh sẽ là người ủng hộ. Hôm sau Hae-na và Jin-woo gặp nhau. Ngồi trên xe anh nói cô hãy quay trở về cuộc sống trước kia đi. Anh cảm thấy hai người yêu nhau như vậy là đủ rồi.
Hai người không mạnh mẽ đến mức chống lại bố mẹ và hoàn cảnh để đến với nhau. Thấy Hena khóc, Jin-woo không biết làm gì, chỉ có thể nói cô đừng khóc nữa rồi lại im lặng. Tối đó nhà Hae-jun họp gia đình. Anh nói rằng mình sẽ nhập ngũ khiến cả nhà rất bất ngờ. Anh trai anh nói lúc bảo đi thì không đi, lúc không nên thì lại đòi đi. Cả nhà ai cũng khuyên anh hãy suy nghĩ lại, chỉ có ông nội là ủng hộ anh hết mình. Mẹ trách anh toàn quyết định rồi mới báo. Đúng là cha nào con ấy. Jong-ha đến thư viện thấy Hae-hyo cũng đang ở đó. Cô lại nhớ đến Hae-jun khiến cô không còn tâm trạng ở lại thư viện. Cuối cùng hai người vừa tản bộ trên đường vừa nói chuyện. Hae-hyo định nói với cô ngày mai mình sẽ nhập ngũ nhưng không biết mở miệng như nào nên đành thôi. Ngay lúc đó xe buýt tới nên cô đành tạm biệt anh và lên xe trở về, để lại một mình Hae-hyo đứng đó nhìn theo. Sáng hôm sau Hae-jun ngủ dậy thấy tin nhắn trong nhóm của mình và biết Hae-hyo đã nhập ngũ. Mẹ của Hae-hyo biết được cũng rất hối hận và đau khổ. Hae-jun livestream tâm sự với fan. Anh nói từ nhỏ anh luôn mơ ước được có phòng riêng và tới nay anh đã đạt được ước nguyện đó. Từ khi có phòng riêng tôi đã có nhiều thời gian trò chuyện với chính mình hơn. Tôi nghĩ những người mình mang ơn nhiều nhất chính là mọi người. Nhờ sự yêu thương và ủng hộ của các bạn tôi đã cảm nhận rõ sự tốt đẹp của xã hội này. Tôi quyết định sẽ gia nhập quân ngũ để thực hiện nghĩa vụ công dân. Tôi hứa sẽ trở lại với một cơ thể khỏe mạnh. Sau khi lời tuyên bố được nói ra, cộng đồng mạng như muốn nổ tung. Ai ai cũng muốn níu giữ thần tượng của mình ở lại. Hai năm sau, việc đầu tiên Hae-jun làm sau khi trở về là dự lễ trao giải của ông nội mình. Tối đó bố và Hae-jun đã nói chuyện với nhau. Ông xin lỗi vì lúc Hae-jun khó khăn nhất, cần động viên nhất thì ông đã bỏ mặc anh. Hae-jun nói với bố rằng mọi chuyện đều đã qua rồi, giờ bố công nhận con khiến con cảm thấy rất an lòng. Bố Hae-jun lấy hết dũng khí nói những lúc như này có phải hai bố con mình nên ôm nhau một cái không. Nhưng Hae-jun đã từ chối. Sau đó hai người mỗi người quay sang một hướng. Mẹ Hae-hyo cũng đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ việc con trai nhập ngũ đã để lại cho bà một cú sốc tinh thần không hề nhỏ. Từ đó bà cũng hối hận với những việc mình đã làm. Hôm sau Hae-jun gặp lại Jong-ha ở trường quay. Hai người cùng nhau tản bộ. Bỗng dưng ánh mắt của Hae-jun va phải đôi giày mà Jong-ha đang mang. Hae-jun và Jong-ha vừa đi vừa ôn lại những kỷ niệm cũ. Họ nói với nhau những gì đang thực hiện và kế hoạch cho tương lai của mình, sau đó khuất bóng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Bộ phim hôm nay đến đây cũng kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng ngại để lại cho mình xin một like cũng như subscribe để mình có thêm động lực ra thật nhiều video hay nữa nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.